Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 81. Đây là xích diệu quyết của Kim gia, công pháp cấp địa thượng phẩm, nhìn dị tượng lưu ly xương khói này, có lẽ hắn đã tu luyện đến tầng 3 rồi. Cảnh giới âm dương và dương huyền vốn có chênh lệch vô cùng lớn, Kim Diễm còn có xích diệu quyết, ta thật sự không nghĩ ra được khả năng hắn ta sẽ thua. Khi Kim Diễm sử dụng xích diệu quyết, trên đài cao lập tức vang lên tiếng cảm thán. Đừng nói người của Thành Thiên Lăng ta bắt nạt ngươi, có thể đỡ được 10 chiêu của ta, trận luận bàn này sẽ xem như ta thua. Kim Diễm cười châm chọc, nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt sáng quắc, trong mắt còn mang theo sự kiêu ngạo. Thú vị! Đám người này đúng là có tính lãnh thổ cao, nói câu nào cũng người ngoại địa, không thì Thành Thiên Lăng của chúng ta. Kiêu ngạo thế à? Vọng tưởng quá rồi. Bù! Lâm Nhất di chuyển, dừng lại trên chỗ đất trống ở trung tâm, hắn nở nụ cười, thản nhiên nói, đỡ được 10 chiêu của ngươi ư. Có thêm 10 chiêu nữa cũng chẳng làm sao. Tự tìm đường chết. Kim Diễm hừ lạnh, sải bước tiến lên, giơ tay đánh tới một quyền. Hắn ta tu luyện thiên viêm quyền diễn hóa từ xích diệu quyết, cũng là một quyền pháp cấp địa phẩm chất rất cao, hơn nữa còn phù hợp với công pháp. Đều là cảnh giới đại thành. Nhưng uy lực lại mạnh hơn những quyền pháp cùng cấp khác ít nhất là 5 phần. Lúc trước hắn ta đánh bại kẻ thù bằng 3 chiêu là nhờ vào quyền pháp này nên mới chiếm lợi thế. Cú đấm về phía Lâm Nhất này chứa đựng dung nham hỏa diễm cô đọng, khiến 5 ngón tay hắn ta đỏ thẫm. Không khí nơi cú đấm đi qua đều như bị bốc cháy, để lại một vùng đen kịt, hơi nóng bốc lên, trông vô cùng đáng sợ. Lâm Nhất ung dung giơ tay, 10 đường lôi văn lặng lẽ chuyển động. Hội tụ bên trong quyền mang. Hai cú đấm va vào nhau bộc phát ra tiếng vang thật lớn, đối mặt với Kim Diễm có cảnh giới âm dương tiểu thành, cú đấm của Lâm Nhất trông có vẻ bình thường, chỉ khiến hắn ta lùi lại nửa bước. Tiếp tục, Kim Diễm nhíu mày, hắn ta hơi ngạc nhiên trước kết quả này, không ngờ cú đấm lại không khiến Lâm Nhất trọng thương. Sau khi cất lời, hắn ta vận chuyển thân pháp, trong lúc di chuyển trái phải. Những ngọn núi hỏa diễm chợt xuất hiện, bóng người của hắn ta bắt đầu chồng lên nhau, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Khi cú đấm được đánh ra, mấy chục ngọn núi lửa trùng trùng điệp điệp tập trung lại. Quyền mang xuất hiện tựa như vô số ngọn núi lửa có dung nham phun trào, hội tụ thành một con ác long hỏa diễm tàn bạo, giận dữ xông về phía Lâm Nhất. Không thể không nói, người này thật sự rất lợi hại. Tuy đám người lãnh bảo chủ Lâm Nhất gặp lúc trước có tu vi tạm tạm, nhưng e rằng hợp tác với nhau cũng không thể đánh bại người này. Đặc biệt là chân ý trong cú đấm trước mắt đã lĩnh ngộ đến mức độ khá cao rồi, người này có ngông cuồng thật, nhưng suy cho cùng vẫn có chút bản lĩnh, cũng không phải chỉ có vẻ bề ngoài. Nhưng chút năng lực này vẫn không là gì trước mặt Lâm Nhất. Lâm Nhất động tâm niệm, có một nửa trong 30 đường lôi văn cổ xưa bên ngoài cơ thể di chuyển. Hội tụ thành lực lượng thương long, hùng hổ đỡ đòn. Lại 3 chiêu đánh tới, Kim Diễm hùng hổ tấn công, trận chiến ngày càng sục sôi, quyền thế đáng sợ của Kim Diễm từng chút tản ra, bao phủ hoàn toàn cả đại cao. Nhưng dù thế, trông Lâm Nhất vẫn chẳng có gì đáng ngại cả. Cho dù đối phương tăng cường quyền uy của mình đến mức nào, hắn vẫn đứng sừng sững, 15 lôi văn điên cuồng dung hợp với tử diên kiếm kình. Hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Chẳng mấy chốc đã đánh được 7 chiêu, chỉ còn 3 chiêu nữa là đủ 10 chiêu, mọi người đang có mặt đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử ngươi đúng là có chút bản lĩnh, không ngờ sử dụng 5 phần công lực vẫn không thể làm ngươi bị thương. Nhưng chỉ đến đây thôi. Trong mắt Kim Diễm có hàn mang lóe lên, hắn ta quát to một tiếng, ngọn lửa đỏ trên người bùng lên cao hơn, dữ dội gấp đôi trước đó. Xích viêm chất chồng lên nhau thành từng vòng, mang đến cho người ta một cảm giác tràn đầy khí thế. Rõ ràng 7 chiêu trước, hắn ta không đánh nghiêm túc. Rắc. Hắn ta bước tới một bước, mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt, nền đất có linh trận rõ ràng đã hơi không chịu được chân nguyên cuộn trào từ trên người hắn ta. Cả cánh tay Kim Diễm cũng trở nên đỏ thẫm giống như cánh tay của một con hỏa long màu đỏ, đánh về phía trước với một khí thế vô cùng hung hãn. Thiên viêm phá long thiểm. Oanh! Quyền mang nổ tung trên không trung,
ngọn lửa dữ dội bành trướng thành vuốt rồng dữ tợn. Vuốt rồng màu đỏ kia thò ra từ trong ngọn lửa vô tận, mang đến cho người xem một rung động thị giác kinh khủng, tựa như có thể bóp vỡ đầu của Lâm Nhất trong nháy mắt, một khắc sau là có thể nhìn thấy hình ảnh não của Lâm Nhất vỡ nát. Thế này vẫn chưa đủ. Sắc mặt Lâm Nhất không thay đổi, tay phải của hắn có tia chớp lóe lên, biến thành một vuốt rồng màu xanh, vuốt rồng có điện quang cuồn cuộn bao phủ, xuyên thủng hư không. Thanh Long phá thiên thủ. Hai cái vuốt rồng va vào nhau trên không trung, tiếng nổ kịch liệt lập tức vang vọng. Đỡ được rồi. Mọi người tỏ vẻ kinh ngạc, sau khi dư âm tan đi, thiếu niên chậm rãi đáp xuống từ trên không trung, quần áo phấp phới, mái tóc dài tung bay, khí thế trên người tựa như sấm. Nhìn thấy đòn tấn công mất nhiều sức lực như thế vẫn không thể khiến Lâm Nhất trọng thương, trên mặt Kim Diễm thoáng lộ vẻ nôn nóng. Hàn mang không ngừng dao động trong mắt hắn ta, giữa không trung tràn ngập ánh lửa vô tận, tựa như vô số tia lửa hội tụ bên ngoài cơ thể hắn ta, sau đó ngưng tụ thành một chiến giáp hỏa diễm tràn đầy khí thế. Giáp Thiên Viêm. Hướng Thiên Hà trên đài cao tỏ vẻ ngạc nhiên, trầm ngâm nói, xem ra Kim Diễm này có không ít lá bài tẩy, nửa năm qua tiến bộ rất nhiều. Khuynh Nhược U ở bên cạnh nhỏ giọng nói, xích diễu quyết của Kim gia khi tu luyện tới tầng 6 sẽ chân chính ngưng tụ ra giáp thiên viêm, trung tâm chiến giám có một luồng thiên viêm, sáng chói như ánh sáng mặt trời. Giáp thiên viêm này của hắn ta còn chưa ngưng tụ thiên viêm, chiến giáp cũng rất mơ hồ, vẫn có chút chênh lệch với dòng chính của Kim gia. Hướng Thiên Hà gật đầu, nhẹ giọng nói, nhưng vẫn dư sức đối phó với Lâm Nhất, sử dụng áo giáp này. Chẳng những phòng ngự tăng lên gấp bội mà uy lực của thiên viêm quyền còn có thể tăng lên 5 phần. Khuynh Nhược U từ chối cho ý kiến, coi như thầm chấp nhận. Đúng như dự đoán, Kim Diễm đáp xuống từ trên không, mang theo uy lực của giáp thiên viêm khiến Lâm Nhất lùi lại 3 trượng. Được. Hay lắm. Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay và khen ngợi, giao chiến lâu như thế, cuối cùng Kim Diễm này cũng thể hiện phong thái của thiên tài thành thiên lăng rồi. Có cảm giác áp đảo như thế, mọi người mới thấy đây là thực lực thật sự của hắn ta, Lâm Nhất phải bị đánh một trận mới được. Miễn cưỡng coi được, nhưng, hình như vẫn còn thiếu gì đó. Ai ngờ sau khi đứng vững, Lâm Nhất lau đi vết thương trên khóe miệng, cười như không cười nhìn hắn. Để xem ngươi mạnh miệng tới khi nào, xích diệu thiên hạ. Kim Diễm vô cùng tức giận, ngọn lửa bùng lên trên người, mặt đất không ngừng nứt ra. Phạm vi trăm thước xung quanh hắn ta như có lực lượng vô hình làm mặt đất bị nứt, sau đó những mảnh vụn bay lên trời, mỗi một mảnh vỡ đều mang màu đỏ thẫm, nóng kinh người. Oanh! Một khắc sau, những quyền mang tựa như sao chổi đánh xuống từ trên không trung để lại một đường lửa thật dài. Quyền mang mang theo khí thế không thể chống lại cuốn theo mấy trăm mảnh vụn đỏ thẫm và nóng bỏng như dung nham, cuộn trào về phía Lâm Nhất. Ầm ầm! Cú đấm đáng sợ khiến đài cao chấn động, rất nhiều người thay đổi sắc mặt, lặng lẽ sử dụng chân nguyên hộ thể. Kim Diễm này nghiêm túc rồi, cú đấm này đủ đả thương cường giả âm dương tiểu thành, thiên tài cảnh giới Dương Huyền đỡ cú đấm này, thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Hừ, tiểu tử không biết từ đâu đến này quá ngông cuồng, cho hắn ta chịu chút đau đớn cũng tốt, có lẽ không chết được đâu. Không chết cũng mất một lớp da. Quyền mang còn chưa hoàn toàn đánh xuống, nhưng mọi người ở đây đều chắc chắn Lâm Nhất nhất định sẽ thua. Trò trẻ con. Ánh mắt Lâm Nhất sâu thẳm, quần áo phấp phới, mái tóc dài tung bay. Thương Long ấn trước ngực hắn lập tức được khởi động, 30 lôi văn bên ngoài thân thể đồng loạt di chuyển tựa như có sinh mạng. Kèm theo tiếng rồng ngâm, lực lượng Thương Long cổ xưa không ngừng cuộn trào trong người hắn. Lúc này, mọi người như sinh ra ảo giác. Cảm thấy thân thể gầy gò của thiếu niên trở nên to lớn tựa như đang đứng trong mây xanh trên đỉnh núi cao, đưa mắt nhìn xuống chúng sinh, khinh thường quan sát bát phương. Thương Long cửu biến, biến thứ ba. Lúc tinh khí thần đạt tới đỉnh cao, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Nhất lộ vẻ dữ tợn, hắn đánh ra một quyền. Gió quét cửu thiên, lôi động bát phương, lực lượng Thương Long, sấm gió cùng dâng trào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong quyền mang có điện quang lóe lên, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Những vật cản nơi quyền phong đi qua đều tán loạn, tiếng vỡ nát không ngừng vang lên.
Dưới cú đấm này, đầu tiên là quyền mang đỏ thẫm, sau đó là mảnh vụn dung nham bị quyền mang cuốn theo đều bị đánh thành bụi phấn, hóa thành hư vô. Một khắc sau, lại có điện quang chói mắt dâng lên trong tiếng lôi phong, khí thế như sao băng rơi xuống đất, lao nhanh xuyên qua đám mây, đánh lên ngực của Kim Diễm. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong vô số tia lửa, thân thể thẳng tắp của Kim Diễm bị đánh cong, bay ra xa. Phụt! Sau khi rơi xuống, hắn ta còn chưa đứng vững đã phun ra một ngụm máu tươi. Đây! Tình cảnh không ai ngờ tới đột nhiên xảy ra trong nháy mắt, cú đấm này Kim Diễm thua rồi. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn về phía đối phương, 10 chiêu đã qua, Lâm Mỗ coi như đã đỡ được rồi. Ta có một thanh kiếm tên là Táng Hoa, ngươi chỉ cần đỡ một chiêu của ta là được. Vẫn chưa kết thúc. Trên đài cao yên tĩnh như tờ, sắc mặt mọi người đều thay đổi, rõ ràng không ngờ Lâm Nhất vẫn còn yêu cầu như thế. Nói gì mà coi như đỡ được 10 chiêu, như thế đã đủ sỉ nhục người khác rồi, lại còn muốn đạp Kim Diễm thêm một cước nữa. Oanh! Lúc này, người Lâm Nhất khẽ run, hộp đựng kiếm sau lưng hắn rơi xuống đất. Đài cao lập tức rung lên, bây giờ xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tiếng nổ này khiến cho trái tim vốn đang nặng nề của mọi người suýt rơi khỏi lồng ngực. Kim Diễm của Thành Thiên Lăng, ngươi dám đỡ một kiếm của ta không? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên phong mang, hắn hét to một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía đối phương, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào người đối phương. Không phải nói câu nào cũng là thể diện của Thành Thiên Lăng à. Hôm nay, chiêu kiếm này sẽ vả mặt ngươi, chém nát sự kiêu ngạo của ngươi. Kim Diễm của Thành Thiên Lăng, ngươi dám đỡ một kiếm của ta không? Lời nói này quá khiêu khích, gần như vả vào mặt Kim Diễm, cũng vả vào mặt những thiên tài của Thành Thiên Lăng vẫn luôn châm chọc Lâm Nhất trước đó. Tên này đúng là ngông cuồng. Không chỉ muốn vả mặt Kim Diễm mà còn sỉ nhục cả chúng ta nữa. Thể loại gì không biết, mới có chút bản lĩnh đã sỉ nhục người khác, chẳng lẽ cho rằng Kim Diễm không thể đỡ một kiếm của hắn sao? Sắc mặt rất nhiều thiên tài của Thành Thiên Lăng trên đài cao đều trở nên khó coi. Đỡ một kiếm của ngươi không phải là không thể, nhưng nếu ta đỡ rồi, ngươi cũng đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Nói trước, không phải con mèo con chó nào cũng có thể tùy tiện nói sằng nói bậy với Kim Diễm ta đâu. Trong mắt Kim Diễm lóe lên vẻ nham hiểm khó phát hiện ra, hắn ta lau sạch vết máu trên khóe miệng, sắc mặt vô cùng u ám. Cú đấm khi nãy của tiểu tử này quá mạnh. Nếu không nhờ có giáp thiên viêm, e rằng hắn ta đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Tuy bây giờ trông hơi chật vật, nhưng hắn ta cho rằng bản thân đã thăm dò được giới hạn của Lâm Nhất, cho nên cũng không tính là lỗ. Thực lực như thế đã dám nói năng ngông cuồng, vậy thì ta sẽ chơi với ngươi. Giáp thiên viêm. Kim Diễm điều động chân nguyên, hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp thành hình chữ thập, một khí thế đáng sợ bộc phát lên từ trên người hắn ta. Dẫn tới cuồng phong đầy trời, nóng hừng hực. Dưới động tĩnh đó, giáp thiên viêm có vẻ mơ hồ trên người hắn ta dần ngưng tụ lại. Sau khi chuẩn bị xong, phía trước giáp thiên viêm xuất hiện một luồng thiên viêm màu trắng. Dù rất yếu, nhưng khi nó xuất hiện, trên người Kim Diễm lập tức bộc phát uy áp vô biên, khí thế nổ vang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mạnh quá, không ngờ Kim Diễm đã tu luyện giáp thiên viêm đến mức độ này rồi. Trung tâm giáp thiên viêm chính là một luồng thiên viêm, nếu trước đó Kim Diễm sử dụng thủ đoạn này, cú đấm khi nãy cũng sẽ không rơi vào thế yếu. Hừ, để ta xem lát nữa tiểu tử này rút lui như thế nào. Nhìn thấy giáp thiên viêm gần ngưng tụ trên người Kim Diễm, cộng với ngọn lửa cuồn cuộn trên người tạo thành hai tầng hộ giáp. Nét mặt mọi người đều rất bình tĩnh, chỉ đợi Lâm Nhất mất mặt. Oanh! Nhưng lúc này... Một luồng kiếm ý nổ tung trên người Lâm Nhất, phong mang trong mắt hắn xuyên thủng hư không. Ầm ầm. Hai luồng khí thế bắt đầu giao phong trong không trung, còn chưa thật sự ra tay đã dẫn đến cuồng phong, uy thế đáng sợ. Kiếm ý tiên thiên đại thành. Khuynh Nhược U ngẩng đầu nhìn lên, tỏ vẻ kinh ngạc. Thật sự là kiếm ý tiên thiên đại thành, ta đoán chắc là hắn có nắm giữ kiếm ý tiên thiên, không ngờ đã tới mức đại thành rồi. Lâm Nhất này ngoài việc tu vi hơi thấp thì đúng là rất có năng lực.
nét mặt Hướng Thiên Hà nặng nề, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất của hắn ta có thêm chút hứng thú. Quả nhiên, trong mắt Kim Diễm cũng có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, nhưng hắn ta không ngừng cười khẩy, việc này không khác dự đoán của hắn ta là mấy. Tiểu tử này quả nhiên nắm giữ kiếm ý, còn là kiếm ý tiên thiên đại thành, cũng may hắn ta vẫn còn chút thủ đoạn. Vẫn chưa ra tay à, ta sắp không đợi được nữa rồi đây. Kim Diễm cười châm chọc, hắn ta tự tin rằng giáp thiên viêm của mình có thể đỡ được chiêu kiếm của đối phương. Được thôi. Lâm Nhất giơ tay cầm lấy kiếm táng hoa, đồng thời nhấc chân nhảy ra ngoài. Kiếm táng hoa trong tay bay khỏi vỏ, tựa như một dòng nước chảy qua trước mắt, tao nhã như hoa sen, không dính khói lửa hồng trần. Hồn như bông liễu tàn theo gió, người đi ta ở đã hai thu. Nửa đời lục bình xuôi theo nước, một đêm mưa lạnh táng danh hoa. Vào khoảnh khắc kiếm chém ra, kiếm thế trên người Lâm Nhất được kiếm táng hoa gia trì, không ngừng tăng vọt. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Giác! Dưới chiêu kiếm này, giáp thiên viêm sau khi cường hóa chỉ chống đỡ được một lát. Sau đó, nó bắt đầu xuất hiện khe hở không ngừng lan ra. Kiếm trong tay Lâm Nhất lại chưa từng dừng lại, thế như trẻ tre. Kim Diễm phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, trong lúc lơ lửng trên không trung, giáp thiên viêm trên người ầm ầm nát vụn. Áo giáp biến thành những mảnh vụn hỏa diễm, cứ thế tan vỡ. Ong! Hắn ta vừa mới rơi xuống đất, còn chưa đứng vững đã cảm thấy hoa mắt. Có mũi kiếm chĩa vào trước mũi hắn ta, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngươi thua rồi. Nằm mơ đi! Kim Diễm nổi giận vung tay, muốn đánh gãy mũi kiếm đang chĩa vào mũi mình. Chát! Nhưng vừa mới giơ tay, kiếm quang chợt lóe lên. Một cái tát vang dội đánh thẳng lên mặt hắn ta. Hắn ta bay lên không trung, bị kiếm táng hoa tát bay. Lâm Nhất hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản ứng, cất bước tiến lên, liên tục đánh ra hai kiếm, mỗi một kiếm đều chứa đựng sức lực đáng sợ. Sau hai kiếm, Kim Diễm lùi lại mấy bước, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ánh sáng hạo nguyệt, nhưng Lâm Nhất vẫn không định dừng tay, mượn kiếm ý tiên thiên gia trì. Lại đánh ra một sát chiêu. Oanh! Tiếng kiếm chói tai xuất hiện, khiến đài cao không ngừng chấn động. Lâm Nhất bay lên trời, kiếm trong tay được ánh trăng vô tận bao phủ, rơi xuống tựa như một vầng trăng sáng. Vào khoảnh khắc kiếm thế đáng sợ bao phủ lấy Kim Diễm, đối phương lập tức vô thức run rẩy. Dưới ánh trăng mờ mịt, đối diện với kiếm ý này, Kim Diễm cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Rõ ràng muốn di chuyển. Nhưng hai chân của hắn ta như mọc rễ, hoàn toàn không thể cử động. Ánh trăng đến gần, phong mang hừng hực trên kiếm ý tiên thiên ngày càng đáng sợ hơn. Đến tận lúc này, Kim Diễm mới tỉnh táo lại, kiếm ý của đối phương không hề đơn giản như trong dữ liệu của hắn ta. Sự đáng sợ của nó đã hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng rồi. Kim Diễm bị chiêu kiếm này đánh bay, sau khi rơi xuống, hắn ta quỳ một chân bên đài cao. Suýt thì rơi hẳn xuống đất. Hắn ta chống một tay xuống, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa, không ngừng thở hổn hển. Trên đài, ngoài tiếng kiếm phong gào thét mãi không biến mất thì không còn tiếng động nào nữa. Không ai ngờ rằng sau khi rút kiếm, kiếm thế của Lâm Nhất lại có phong mang như thế. Chỉ một kiếm đã dễ dàng chém nát giáp thiên viêm của Kim Diễm. Càng không ngờ rằng Kim Diễm lại ngu ngốc đến vậy, không chịu thua. Kết quả bây giờ phải quỳ dưới đất không thể đứng dậy, nhục nhã cùng cực. Đài cao cực kỳ yên tĩnh, một lúc lâu sau đó mới có tiếng bàn tán vang lên. Đây là uy lực của kiếm ý tiên thiên đại thành ư. Phong mang sắc bén, gần như xem thường mọi phòng ngự. Thanh kiếm trong tay hắn cũng không đơn giản, rõ ràng chỉ là bảo khí hạ phẩm, nhưng lại cho ta một cảm giác là nó không thua kém gì bảo khí thượng phẩm bình thường cả. E rằng lai lịch của thanh kiếm này không tầm thường, nhưng thực lực của hắn mới là điều đáng sợ nhất, kiếm ý không đủ mạnh, e rằng cũng không thể điều khiển được thanh kiếm này. Cảnh giới Dương Huyền Đại Thành mà lại có thực lực như thế, chẳng trách có thể chiến thắng Cơ Vô Dạ. Một đám thiên tài của Thành Thiên Lăng xa sầm mặt, cảm thấy bị Kim Diễm làm mất hết mặt mũi. Nhưng dù thế, bọn họ cũng không thể không thừa nhận thực lực của Lâm Nhất đúng là không tầm thường. Trong đám người,
Dương Phàm và Quách Húc đưa mắt nhìn nhau, khó giấu đi cảm giác ngạc nhiên trong lòng. Hai tháng trước, Lâm Nhất đánh thắng ba trưởng lão ngoại môn cảnh giới âm dương còn có vẻ rất chật vật. Nhưng bây giờ, giao đấu với thiên tài thế gia có cảnh giới âm dương tiểu thành, hắn lại có vẻ rất ung dung. Phải biết rằng thiên tài thế gia đều có thực lực và nền tảng hơn hẳn những võ giả cùng cấp bậc, trưởng lão của Lầu Huyết Phú hoàn toàn không thể sánh bằng. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, thực lực của Lâm Nhất lại có tiến bộ đáng sợ như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Đắc tội rồi. Kiếm quang trong suốt như nước, Lâm Nhất thu kiếm vào hộp, nhìn về phía kim diễm sắp rơi xuống ở bên mép đài, tùy tiện nói một câu. Đợi hắn ngồi xuống lần nữa, Dương Phàm ở một bên nhỏ giọng nói, Lâm Nhất, cảm ngộ kiếm đạo của ngươi lại tăng lên rồi à? Ừm. Lâm Nhất gật đầu. Cảm ngộ kiếm đạo không phải chỉ có kiếm ý, mà còn bao gồm kiếm quyết và kiếm pháp nữa. Tuy hắn đã tu luyện kiếm ý tiên thiên đến viên mãn đỉnh phong, không thể nâng cấp thêm nữa, nhưng tử diên kiếm quyết của hắn vẫn có thể nâng cấp. Chủ yếu nhất là hắn đã tu luyện bá kiếm đến chiêu thứ ba, cảm ngộ kiếm đạo tăng nhiều rồi. Vẫn là kiếm ý tiên thiên đại thành, nhưng kiếm thế do kiếm táng hoa đánh ra đã xảy ra thay đổi long trời lở đất so với hai tháng trước. Chênh lệch này tựa như sự khác biệt khi một thanh kiếm sắc bén nằm trong tay một đứa bé sơ sinh và một người trưởng thành vậy. Uy thế của nó hoàn toàn không thể so sánh. Tránh ra! Kim Diễn tức giận hét to, đẩy hạ nhân muốn đỡ mình ra, trước khi đi, hắn ta còn lạnh lùng liếc Lâm Nhất, trầm giọng nói, có gan thì đừng rời khỏi thành Thiên Lăng, chuyện hôm nay, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nhưng mọi người lại không để tâm đến lời nói này của hắn ta. Những thiên tài có thể ngồi ở đây đều có mắt nhìn, Lâm Nhất chỉ mới có cảnh giới Dương Huyền đã có thể đánh bại Kim Diễm này, chắc chắn Kim Diễm không có cơ hội rửa nỗi nhục hôm nay, sau này khoảng cách giữa cả hai sẽ ngày càng xa. Có điều mọi người đều tò mò, e rằng chuyện ngày hôm nay sẽ lan truyền khắp thành Thiên Lăng. Nếu Lâm Nhất không đi, đối đầu với bát đại tân tú của thành Thiên Lăng, không biết kết quả sẽ thế nào. Sau khi Kim Diễm rời đi, buổi họp mặt dần đến hồi kết, mấy trận luận bàn nhàm chán trôi qua, mãi đến khi Hướng Thiên Hà tự mình ra trận mới khiến mọi người thay đổi sắc mặt. Người thỉnh giáo hắn ta chính là Dương Phàm bên cạnh Lâm Nhất, hắn ta áp chế tu vi, so mấy chiêu với Dương Phàm. Sau 10 chiêu, chiêu thức của hắn ta chợt trở nên mạnh mẽ, dùng một thương đánh bay roi xích diễm trong tay Dương Phàm, sau đó vung tay lên, đánh bay Dương Phàm ra ngoài. Khiến Dương Phàm phải lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Mắt Lâm Nhất hơi sáng lên, tuy Hướng Thiên Hà này nói đã áp chế tu vi, nhưng chiêu thức vẫn khá đẹp. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay đều vô cùng khí thế, động tác liền mạch, hoàn toàn không lãng phí một chút chân nguyên nào. Đa tạ. Hướng Thiên Hà khẽ mỉm cười, sau đó nói với mọi người, buổi họp mặt hôm nay kết thúc ở đây. Mấy hôm nay Hướng Mỗ cũng sẽ ở trong phủ, hoan nghênh mọi người đến thỉnh giáo bất cứ lúc nào. Mấy người trên đài cao nhanh chóng rời đi. Nhưng trước khi đi, ít nhiều gì bọn họ cũng sẽ không nhìn được quan sát Lâm Nhất mất lần bằng nét mặt phức tạp. Biểu hiện của người ngoại địa này hôm nay thật sự quá nổi bật, nhất là sau khi xuất kiếm, phong mang đúng là khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Vào lúc Lâm Nhất và Dương Phàm đứng dậy định rời đi, hắn được Khuynh Nhược U của Tử Nguyệt Động Thiên gọi riêng. Đợi đã. Khuynh Nhược U trên đài cao chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống từ trên cao. Dương Phàm và Quách Húc thấy đối phương chỉ nhìn mỗi Lâm Nhất, hoàn toàn không nhìn hai người họ thì rất biết điều rời đi trước. Trên đài cao thoáng chốc chỉ còn lại ba người Lâm Nhất, Hướng Thiên Hà và Khuynh Nhược U. Khuynh Nhược U ngồi im ở vị trí đầu không đứng dậy. Nàng ta cầm rượu ngồi đấy, yên tĩnh cao quý. Bàn rượu vốn rất bình thường vì có nàng ta mà chợt có thêm khí chất bất phàm. Trên người nàng ta như khoác một vầng sáng nhạt, vầng sáng đó bao phủ cả sự vật xung quanh, khiến chúng đồng thời thăng hoa. Dương Phàm nói cô gái này được thiên tài xuất chúng trong Lôi Châu tôn sùng là tiểu công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên, không chỉ xinh đẹp mà khí chất cũng không hề tầm thường. Nhưng Lâm Nhất đã thấy rất nhiều người đẹp rồi. Hân Nghiên sư tỷ quyến rũ, Nguyệt Vi Vi xinh đẹp như yêu tinh, Tô Hàm Nguyệt mỹ lệ vô song. Mỗi một người đều có thể sánh bằng cô gái này, thậm chí là hơn cả thế.
Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói, cô nương gọi ta có chuyện gì? Hướng Thiên Hà ở một bên hơi nhíu mày, người này đúng là can đảm, đối mặt với Khuynh Nhược U mà không kính trọng chút nào. Khuynh Nhược U buông ly rượu xuống, nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, ta thấy con dấu ở mi tâm của ngươi hơi quen mắt. Lâm Nhất nhìn vào mắt đối phương, không nói gì. Trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nói tiếp, con dấu này đến từ Kiếm Tông, sau khi Kiếm Tông bị tiêu diệt, ở cổ vực Nam Hoa cũng có một vài tông môn thừa hưởng truyền thống này, vừa khéo Tử Nguyệt Động Thiên của ta cũng thế. Giọng điệu của nữ nhân này khiến Lâm Nhất hơi khó chịu, trong lúc nói chuyện luôn có vẻ thượng đẳng. Cũng không biết lời nói này của nàng ta là có ý gì, nhìn ra con dấu kiếm nô ở mi tâm của mình thì nói thẳng là được, vòng vo làm gì. Hắn hoàn toàn không để ý chuyện này, nhưng thái độ kiêu căng đó là có ý gì. Tuy lần này ta đến thành Thiên Lăng là có chuyện khác nhưng những gì Thiên Hà nói trước đó cũng là thật. Nếu có thiên tài có thể lọt vào mắt ta sẽ có thể gia nhập Tử Nguyệt Động Thiên, bái trưởng lão cấp Tử Nguyệt làm thầy, dứt lời, Khuynh Nhược U hờ hững nhìn đối phương, sau đó không nhiều lời nữa. Nàng ta nâng ly nhấp rượu, đợi đối phương dập đầu cảm ơn. Hướng Thiên Hà nở nụ cười, trầm giọng nói, Lâm Nhất, lần này ngươi gặp may rồi, dưới động chủ của Tử Nguyệt Động Thiên có 7 tưởng lão Tử Nguyệt, ai cũng là trưởng lão thiên phách đã mở 7 phách. Xin lỗi, Lâm Mỗ đến từ Lăng Tiêu Kiếm Các của Đại Tần, cũng không có ý định gia nhập vào tông môn khác, tại hạ xin cáo từ. Không hợp nhau nói nửa câu cũng thừa, Lâm Nhất không định ở lại đây thêm, xoay người rời đi. Khuynh Nhược U đặt mạnh ly rượu trong tay xuống bàn, trong mắt lộ vẻ chán ghét. Hướng Thiên Hà thầm mắng Lâm Nhất một trận, vội vàng nói, tên này đúng là không biết điều. Nhược U, cô không cần chấp nhặt với hắn. Chỉ là một tên kiếm nô mà lại ngông cuồng đến thế. Khuynh Nhược U vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng cất lời, không cần để tâm, loại người này có thể gia nhập Tử Nguyệt Động Thiên còn miễn cưỡng lọt vào mắt ta. Chứ không gia nhập, hắn ta có khác gì một con kiến đâu. Tuy giọng điệu rất hờ hứng, nhưng hơi thở lạnh lẽo trong đó lại khiến Hướng Thiên Hà rất căng thẳng, biết đối phương thật sự tức giận rồi. Nhưng vì ngại thân phận, nên không thể ra tay dạy dỗ Lâm Nhất. Nghĩ thì thấy cũng đúng, Khuynh Nhược U có thân phận gì, không nói đến nhan sắc xinh đẹp, khí chất như thần tiên của nàng ta, chỉ thực lực của nàng ta đã đủ để kiêu ngạo trước các thiên tài cùng thế hệ ở cổ vực Nam Hoa rồi, ít ai có thể ngang hàng với nàng ta. Đừng nói là thành Thiên Lăng, dù là một nửa cổ vực Nam Hoa, không cần nàng ta mở miệng cũng đã có vô số thiên tài ái mộ. Bây giờ bị một tên kiếm nô xem thường, đương nhiên phải tức giận rồi. Về chuyện vì sao nàng ta kêu gọi Lâm Nhất, Hướng Thiên Hà có thể đoán được đại khái. Đối với người bình thường, ba chữ bảng Long Vân chỉ là một danh sách chói mắt mà thôi. Nhưng đối với những thiên tài như bọn họ, hai chữ Long Vân có nghĩa là Long Vận. Còn chưa tới nửa năm, quần Long Thịnh Yến sẽ bắt đầu, các thế lực lớn phí hết tâm tư kêu gọi thiên tài là để tranh giành Long Vận của Nam Vực. Khuynh Nhược U là một trong những người đại diện của Tử Nguyệt Động Thiên. Đương nhiên cũng muốn tính toán cho tông môn, hơn nữa chuyện này cũng rất có lợi với nàng ta. Nhưng nàng ta quá kiêu ngạo. Dù muốn lôi kéo Lâm Nhất, nhưng thái độ của nàng ta vẫn rất hời hợt, thậm chí còn không nói thẳng, chỉ mập mờ ám chỉ, không muốn hạ thấp thân phận của mình. Nếu là người bình thường đương nhiên là không sao, không cần nàng ta nói thẳng cũng đã lập tức bái lại cảm ơn rồi. Đáng tiếc Lâm Nhất không như thế. Tiểu công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên, một trong tứ đại mỹ nữ của Lôi Châu, có liên quan gì đến hắn chứ? Nói chính sự đi, Hướng Thiên Hà. Khuynh Nhược U lạnh nhạt nói, đối với nàng ta, bị Lâm Nhất làm lơ cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Hướng Thiên Hà vội vàng nói, 7 ngày sau, hội đấu giá thành Thiên Lăng nửa năm một lần sẽ tổ chức ở quảng trường Thiên Lăng. Ta nhận được tin xác thực là sẽ đấu giá một viên thần thạch tử diệu. Tin này chắc chắn không sai. Thần thạch tử diệu. Trong mắt Khuynh Nhược U lập tức lóe lên ánh sáng, nàng ta trầm ngâm nói, không thể nào, nếu thật sự có thần thạch tử diệu, chắc chắn Tử Nguyệt Động Thiên sẽ nhận được tin tức, ta không thể không biết được. Hướng Thiên Hà khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, đây là thủ đoạn của ta, cô có thể biết, những người khác của Tử Nguyệt Động Thiên cũng sẽ biết.
Khuynh Nhược U quan sát hướng Thiên Vũ, lập tức hiểu ra là đối phương dùng thủ đoạn âm thầm giấu đi tin tức này. Hắn ta chỉ báo cho một mình nàng ta, rõ ràng là sẽ ít đối thủ cạnh tranh hơn rất nhiều. Đa tạ, ta sẽ nhớ kỹ ơn tình này. Khuynh Nhược U thản nhiên nói. Nghe vậy, Hướng Thiên Hà lập tức vô cùng hưng phấn, tim cũng đập nhanh hơn, vội nói, không dám. Tuy hắn ta biết chút ơn tình này vẫn chưa thể khiến đối phương thật sự động lòng, nhưng từ sau khi nhìn thấy Khuynh Nhược U, hắn ta đã si mê nàng ta rồi, cam tâm tình nguyện làm những chuyện này. Ở Lôi Châu, người như hắn ta khá nhiều, không hề hiếm thấy. Khuynh Nhược U nhẹ giọng nói, ta có nghe nói về buổi đấu giá ở Thành Thiên Lăng sẽ không giống với những buổi đấu giá trước đây. Còn có một cách gọi là buổi đấu giá tử vong. Hướng Thiên Hà cười nói, đúng là sẽ ký khế ước sinh tử, nhưng nói là buổi đấu giá tử vong thì có hơi quá, chỉ là sẽ kịch liệt hơn thôi. Nếu Nhược U cô vừa ý thứ gì, trong Thành Thiên Lăng có ai dám không nể mặt cô chứ, viên thần thạch tử diệu này chắc chắn sẽ là của cô. Khuynh Nhược U không đáp lời. Nhưng trong mắt nàng ta rõ ràng có ánh sáng lóe lên, hiển nhiên là rất muốn có được thần thạch tử diệu này. Tử Nguyệt Tâm Kinh của Tử Nguyệt Động Thiên nổi tiếng khắp Nam Vực, tâm kinh cấp địa, nhưng nghe đồn là có uy lực có thể sánh bằng với cấp thiên. Tu luyện đến cảnh giới uyên thâm sẽ có sức mạnh đáng sợ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có thể diễn hóa ra dị tượng trăng tím lơ lửng giữa không trung, khiến thiên địa mất đi màu sắc, thâm thúy như vực sâu. Nhưng công pháp này có tính hàn quá nặng, tu luyện đến cảnh giới uyên thâm không thể nào tránh khỏi việc bị nhiễm độc hàn. Đến cảnh giới đó, chỉ có thể thả chậm tốc độ luyện hóa độc hàn, hoặc là tìm những thiên tài địa bảo khác để xua tan độc hàn. Thần thạch tử diệu là một bảo vật tốt, không chỉ có thể dễ dàng luyện hóa độc hàn, thậm chí còn có thể biến độc hàn thành chân nguyên tử nguyệt, để tu vi nâng cao thêm một bậc. Chỉ cần thần thạch này xuất hiện, đệ tử tinh anh, thậm chí ngay cả trưởng lão của Tử Nguyệt Động Thiên cùng đều động lòng. Dương Phàm và Quách Húc đang đứng đợi Lâm Nhất bên ngoài phủ. Thấy hắn đi ra, hai người vội tiến lên hỏi thăm, đều tò mò không biết Khuynh Nhược U tìm hắn có chuyện gì. Ở Lôi Châu, nữ tử này là một nhân vật khá nổi tiếng, chỉ cần xuất hiện sẽ dẫn đến xôn xao. Có thể thấy, sau hôm nay, chắc chắn cả Thành Thiên Lăng đều sẽ biết tin Khuynh Nhược U đến. Nhan sắc và thực lực của nàng ta đều xem như hàng đầu, người bình thường chỉ có một thứ trong đó đã xem như có vốn liếng khổng lồ rồi. Mà nàng ta lại có cả hai, đương nhiên càng hiếm thấy hơn. Lâm Nhất thấy hai người tò mò chỉ cười không nói gì. Cuộc trò chuyện của hắn và Khuynh Nhược U cũng không vui vẻ gì, thậm chí còn khiến hắn khó chịu. Dường như hai người này rất si mê Khuynh Nhược U, không nói ra thì tốt hơn. Quách Húc cười nói, ha ha, xem ra đây là bí mật, vậy thì không nhắc tới nó nữa. Lâm Nhất. Nếu ngươi không có chuyện quan trọng khác thì có thể ở lại Thành Thiên Lăng này thêm mấy ngày, 7 ngày sau sẽ có một buổi đấu giá, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Quy tắc của buổi đấu giá này khá đặc biệt, rất hiếm thấy, ta và Quách Húc cũng định ở lại xem thử. Dương Phàm thuận thế tiếp lời. Buổi đấu giá. Diệp Huyên đăm chiêu suy nghĩ, một buổi đấu giá có thể đặc biệt đến mức nào, hắn đã tham gia không ít buổi đấu giá rồi, gần như đều giống nhau. Chẳng lẽ buổi đấu giá này không phải chỉ ra giá cao là có được, Lâm Nhất nói đùa. Ai ngờ Dương Phàm lại cười thần bí, trầm ngâm nói, đúng là chưa chắc. Đúng là chưa chắc. Lời của Dương Phàm lập tức khiến Lâm Nhất cảm thấy hứng thú. Cũng thú vị đấy, hắn chưa từng nghe thấy buổi đấu giá nào không phải ra giá cao mới có được. Buổi đấu giá Thành Thiên Lăng này còn có một tên gọi khác, chính là buổi đấu giá tử vong. Dương Phàm nói với giọng điệu nặng nề. Buổi đấu giá tử vong. Lâm Nhất tỏ vẻ nghi ngờ, hoàn toàn bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Thấy thế, Dương Phàm khẽ mỉm cười, bèn giải thích với hắn. Một lúc sau, Lâm Nhất mới hiểu ra, phát hiện buổi đấu giá Thành Thiên Lăng này đúng là rất thú vị. Bất cứ ai, dù là võ giả đi vào để hóng chuyện cũng phải ký khế ước sinh tử. Ký khế ước sinh tử là vì mỗi một vật trong buổi đấu giá Thành Thiên Lăng này đều đã đặt ra một mức giá cao nhất. Đấu giá không vượt qua mức cao nhất thì người trả giá cao sẽ được mua,
chỉ khi vượt qua mức giá đó mới phải sử dụng võ lực để phân thắng bại. Hành động ra giá vượt qua mức giá cao nhất được gọi là phá cấm, giống như phá vỡ cấm chế phong ấn vậy, sau đó nếu vẫn có người muốn tranh giành thì phải đánh nhau với người phá cấm. Hơn nữa trận đánh này không hề có quy tắc, có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, thuốc độc, ám khí, mưu kế và bảo khí, hơn nữa còn có thể giết người. Một khi phá cấm, sống chết tự chịu. Cho nên trước khi đi vào, mọi người đều phải ký khế ước sinh tử, không một ai được ngoại lệ. Lúc trước sau khi có người vì tranh giành vật đấu giá mà chết, buổi đấu giá tử vong của thành Thiên Lăng này mới nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Cái tên nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra mấy năm nay cũng không có bao nhiêu người chết, trong lúc đánh nhau sau khi phá cấm vẫn có thể chịu thua. Một khi có người chịu thua thì không được tiếp tục ra tay nữa, nếu không thành Thiên Lăng có quyền lấy đi tư cách đấu giá của người ra tay. Nghe thì có vẻ kỳ lạ, đã ra mức giá cao nhất, chẳng phải không thể có được lợi nhuận lớn nhất sao? Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải như thế. Đầu tiên giá cao nhất vẫn khá cao, ít nhất là gấp 10 lần. Thứ hai, một khi phá cấm, cho dù thắng thua thì đều phải trả số tiền đó, xem như là tiền quà. Vật đấu giá hấp dẫn có thể dễ dàng phá cấm 10 lần, không biết cao hơn giá bình thường bao nhiêu. Lợi nhuận cao như thế khiến buổi đấu giá thành Thiên Lăng có thể hấp dẫn rất nhiều người đưa chân phẩm tới. Cho nên mỗi lần tổ chức, buổi đấu giá đều sẽ rất thành công. Mấy năm nay, quy tắc cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Ví dụ như hạn chế tuổi tác của người phá cấm là 30 tuổi trở xuống, nếu không thực lực chênh lệch quá nhiều thì còn gì để xem nữa. Còn người vượt qua độ tuổi hạn chế cũng không phải không thể đấu giá, có thể tìm người ủy thác. Tóm lại buổi đấu giá của thành Thiên Lăng này đã không phải một buổi đấu giá bình thường từ lâu, mà là một việc trọng đại của thành Thiên Lăng, liên quan đến danh tiếng. Ngày tổ chức chắc chắn sẽ ngựa xe như nước, cực kỳ náo nhiệt, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Hơn nữa chế độ người ủy thác sẽ khiến rất nhiều thiên tài trẻ tuổi kéo đến. Cơ hội để thành danh thế này có thể nói là sức hấp dẫn chí mạng với những người trẻ tuổi nhiệt huyết, khiến bọn họ như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dương Phàm nở nụ cười, nhẹ giọng nói, chắc ngươi cảm thấy hứng thú rồi đúng không, dù không muốn đấu giá thì đi xem thử cũng được. Nơi đó chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn buổi họp mặt nhỏ do Hướng Thiên Hà tổ chức nhiều. 7 ngày sau, gặp ở buổi đấu giá của thành Thiên Lăng. Lâm Nhất đúng là chưa từng thấy buổi đấu giá thú vị như thế bao giờ, hắn thật sự cảm thấy hứng thú rồi. Đêm xuống, thành Thiên Lăng đèn đuốc sáng rực, vẫn rất náo nhiệt. Lâm Nhất ngồi xếp bằng trong viện hắn thuê, trên hai tay là huyền lôi châu đã sắp sử dụng hết. Trước mặt hắn là một cái hồ tĩnh lặng, mặt hồ sáng như gương phản chiếu lại ánh trăng. Trong hơi nước mông lung tràn ngập linh khí thiên địa nồng đậm. Chỉ cần hít sâu một hơi là có thể khiến người ta thấy sảng khoái. Hồ này là một linh hồ chân chính. Tuy phẩm chất của nó không bằng hồ huyền âm của Thư viện Thiên Phủ, nhưng vẫn có sức hấp dẫn không nhỏ với Lâm Nhất. Lúc đầu, đi ra ngoài mà có thể thuê một trạch viện có linh hồ như thế, Lâm Nhất cũng khá ngạc nhiên. Phải biết rằng ở Đại Tần Đế Quốc, một linh hồ thế này đã đủ để sáng lập một thế gia khá mạnh rồi, hoàn toàn không cho người ngoài có cơ hội sử dụng. Nhưng ở thành Thiên Lăng, thứ này lại không hề quý giá gì, trạch viện có linh hồ rất nhiều. Thậm chí nếu ngươi có đủ tiền, ngươi còn có thể thuê cả một tòa linh sơn. Lôi Châu là nơi đứng đầu Nam Vực, khí thế hào hùng, nền tảng vững chắc của nó đều được thể hiện chút ít ở thành Thiên Lăng này. Ầm ầm. Lâm Nhất nhìn như đang ngồi yên, nhưng trong người hắn lại không ngừng có tiếng sấm vang lên, lực lượng thương long liên tục di chuyển. Lực lượng lôi đình trong huyền lôi châu dần được luyện hóa hấp thu, thương long cửu biến của hắn cũng không ngừng nâng cấp. Trong buổi họp mặt lúc sáng, Hướng Thiên Hà đứng thứ 47 ở bảng trong vẫn không khiến Lâm Nhất áp lực lắm. Tuy tên đó là yêu nghiệt bảng trong, cũng có rất nhiều lá bài tẩy chưa sử dụng, nhưng hắn đoán mình có ít nhất 4 phần khả năng chiến thắng đối phương. Ít nhất cũng có thể dễ dàng trốn khỏi đối phương. Sau khi thăng lên cảnh giới âm dương, cao thủ thế hệ trước hoàn toàn không thể làm gì được thiên tài yêu nghiệt. Phong mang của bọn họ tựa như ánh mặt trời mới lên, sắc bén không thể đỡ. Nhưng cô gái Khuynh Nhược U lại khiến Lâm Nhất khá áp lực. Nếu nói Hướng Thiên Hà là một ngọn lửa nóng bỏng,
còn chưa đến gần đã có thể khiến người ta cảm nhận được phong mang sắc bén, thì Khuynh Nhược U chính là một vầng trăng thâm thúy, vầng trăng tựa như vực thẳm, sâu không lường được. Không thấy nàng ta ra tay vẫn có thể tưởng tượng được thực lực của người này đáng sợ đến mức nào. Với thực lực bây giờ mà tham gia Quần Long Thịnh Yến nửa năm sau, đừng nói là trở thành Tam Vương Thất Anh, e rằng vị trí 30 người mạnh nhất Lâm Nhất cũng rất khó giành được. Hơn 4 năm, không biết những yêu nghiệt đáng sợ ở bảng trong đã phát triển đến mức độ nào rồi. Thậm chí có những người năm đó chỉ mới 16-17 tuổi đã bước vào bảng trong, sáng chói tựa như ngôi sao mới. Những nhân vật nổi bật như thế, cho bọn họ 4 năm để trưởng thành, mất đi sự ngây thơ ban đầu, e rằng ngay cả Tam Vương Thất Anh cũng phải kiêng dè. Nhưng áp lực là thứ tốt, nếu yêu nghiệt bảng trong bảng Long Vân chẳng ra làm sao, thì Quần Long Thịnh Yến cũng không còn gì thú vị nữa. Chẳng mấy chốc đã 7 ngày trôi qua. Lâm Nhất mở mắt ra, trong con người có tinh quang chớp lóe, một tia phong mang như sấm chớp lướt qua mặt hồ. Ầm ầm. Trên mặt hồ yên tĩnh lập tức dâng lên cả trăm cơn sóng, mãnh liệt cuồn trào, liên tục dao động. Trong lúc sóng trào, còn có tia chớp không ngừng lóe lên, trình độ lôi đình của hắn đã vô hình tiến thêm một bậc. Lâm Nhất xòe tay ra, huyền lôi châu trong lòng bàn tay xuất hiện chút khe hở, lực lượng lôi đình bên trong đã sắp cạn kiệt rồi. Thấy thế, Lâm Nhất không khỏi thở dài. Tuy thương long cửu biến này rất mạnh, nhưng cũng khiến thân thể hắn lúc nào cũng như man thú đói bụng, ngay cả kỷ vật như huyền lôi châu cũng bị tiêu hao hết. Nếu là người bình thường, dù là phong vô hận mấy nửa năm cũng chưa chắc có thể luyện hóa được 1/3 lực lượng bên trong. Nhưng gặp thượng long cửu biến này, lực lượng của nó còn không đủ để hắn tu luyện đến tầng 3 đỉnh phong. Xem ra dù mình không có hứng thú cũng phải đến buổi đấu giá tử vong một chuyến rồi. Lâm Nhất siết chặt tay, bóp vỡ huyền lôi châu. Quảng trường Thiên Lăng nằm ở trung tâm thành Thiên Lăng, là một mảnh đất rộng lớn được lát bạch ngọc. Nhìn từ trên không xuống, nó giống như một viên ngọc tuyệt thế hoàn mỹ không tì vết được khảm trong thành Thiên Lăng sầm uất, khí thế, vô hình khiến tòa thành này trở nên tĩnh mịch hơn rất nhiều. Lúc này, quảng trường vô cùng rộng lớn, hùng vĩ bát ngát rất đông đúc, vô số thiên tài trong thành đều chạy đến. Buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu đã có mấy vạn người tập trung ở đây, nhưng lại không có vẻ quá chật chội. Sau khi ký khế ước sinh tử, mọi người đi vào trong, tùy tiện chọn một bồ đoàn ngồi xuống. Nhìn khung cảnh, ai không biết còn cho rằng là có tiền bối đại năng sắp truyền công thuyết pháp ở nơi này. Ở trung tâm chỗ mọi người ngồi là những đình đài lầu các, rất nhiều người đang vui vẻ uống rượu nói chuyện phiếm bên trong. Rất rõ ràng những người này đều là thiên tài thế gia của thành Thiên Lăng, ai cũng có gia thế đáng sợ. Thậm chí cũng có thể tưởng tượng được nhân vật chính của buổi đấu giá tử vong này chắc chắn cũng sẽ là bọn họ. Thiên tài bình thường muốn bộc lộ tài năng trước mặt bọn họ là chuyện khá khó khăn. Đông đúc quá. Lâm Nhất ký xong khế ước sinh tử, tùy tiện ngồi trên một bồ đoàn nhìn khung cảnh này, thầm nói trong lòng. Hắn chỉ tiện mắt nhìn thoáng qua những đình đài lầu các kia mấy lần đã phát hiện rất nhiều hơi thở cường đại. Thậm chí có vài người còn chưa phải cảnh giới âm dương đã thu hút sự chú ý của hắn. Dương Phàm nói đúng, buổi họp mặt của Hướng Thiên Hà hoàn toàn không thể náo nhiệt bằng nơi này. Người ngồi hai bên Lâm Nhất nhỏ giọng bàn tán xem ai sẽ là người đầu tiên phá cấm trong buổi đấu giá này. Sau khi vật phẩm muốn đấu giá vượt qua mức giá cao nhất, thật ra người phá cấm đầu tiên sẽ khá thiệt thòi, giống như ôm quả bom nổ chậm vậy. Hơn nữa còn không biết được sẽ có bao nhiêu người cùng phá cấm. Nếu quá nhiều người thì phải lần lượt chiến đấu, dưới tình huống thực lực không chênh lệch quá nhiều e rằng rất khó chiến thắng. Nhưng rất rõ ràng người phá cấm đầu tiên chắc chắn sẽ được chú ý. Nếu cuối cùng người đó giành được vật đấu giá, bảo vệ thành công thì càng không cần phải nói nhiều, chắc chắn sẽ vô cùng nổi bật, trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong một khoảng thời gian. Lâm Nhất cau mày, dưới tình huống này, nếu hắn gặp được bảo bối mà mình muốn có được thì thật sự hơi phiền phức. Dù sao bây giờ trong tay hắn cũng có hơn 10 vạn linh ngọc tứ phẩm, tài sản đã có thể sánh bằng một thế lực cấp chuẩn bá chủ rồi. Nếu đấu giá bình thường, có lẽ những thiên tài thế gia kia cộng lại với nhau cũng chưa chắc nhiều tiền bằng hắn. Chỉ khi phá cấm mới sẽ phiền phức thôi. Nhưng nghĩ lại,
khiêu chiến thế này vẫn khiến người ta khá mong đợi, vừa khéo có thể biết được thiên tài thế gia của thành Thiên Lăng rốt cuộc có bản lĩnh đến mức nào. Trong buổi họp mặt 7 ngày trước, hắn vẫn chưa đánh nhau thỏa nguyện, còn chưa tính là khởi động. Nhược U Điện Hạ đến rồi. Lúc này, quảng trường Thiên Lăng vang lên tiếng xôn xao, mọi người thoáng chốc trở nên ồn ào. Hướng Thiên Hà và Khuynh Nhược U sánh vai xuất hiện, hai người rất khiêm tốn, không dẫn theo tùy tùng nào cả, nhưng vừa xuất hiện đã lập tức dẫn tới náo động, vô số ánh mắt đều nhìn về phía bọn họ. Ngay cả những thiên tài thế gia trong đình đài lầu các cũng đều ngưng trò chuyện, đưa mắt nhìn tới. Khuynh Nhược U, tiểu công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên, xinh đẹp khuynh thành, tao nhã tuyệt trần, cực kỳ chói mắt. Ngũ quan hoàn mỹ không chút tì vết, da trắng như tuyết, thanh nhã cao quý, thậm chí khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Sự kiêu ngạo này vô tình kéo ra một khoảng cách với mọi người, nhưng càng như thế, những thiên tài kia lại càng si mê. Ánh sáng của nàng ta khiến Hướng Thiên Hà vốn nên nổi bật cũng hoàn toàn bị bỏ qua. Trong thành Thiên Lăng này, yêu nghiệt ở bảng trong bản Long Vân vẫn là một tồn tại khiến muôn người chú ý. Tiếc là đứng bên cạnh Khuynh Nhược U, hắn ta lại trở nên mờ nhạt. Có điều Hướng Thiên Hà cũng không để tâm, ngược lại còn đắc ý nữa, đâu phải ai cũng có thể sóng vai với Khuynh Nhược U. Cũng như lúc này, hắn ta cảm nhận được ánh mắt khen tị của rất nhiều thiên tài thế gia, khiến hắn ta cảm thấy rất thành tựu. Không ngờ nữ nhân này cũng đến đây. Lâm Nhất chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, không thể không thừa nhận, nữ tử này thật sự có vốn để kiêu ngạo. Dù là xuất thân, nhan sắc hay thực lực, nàng ta cũng khiến các cô gái ở đây phải cảm thấy xấu hổ. Khuynh Nhược U và Hướng Thiên Hà được tiếp đón đến một đình đài khá cao quý dưới sự chú ý của mọi người. Đình đài này ở riêng một nơi, còn rất cao, chạm trổ long phượng, hoa lệ cao quý, vừa nhìn đã biết là chủ nhân của buổi đấu giá chuẩn bị riêng cho Khuynh Nhược U. Có thể khẳng định rằng Khuynh Nhược U khá đẹp, còn rất có khí chất. Cho nên dù đi đến đây, muốn không bị người khác chú ý cũng cực kỳ khó khăn. Gần như tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía nàng ta. Ánh mắt của hai võ giả bên cạnh Lâm Nhất đều rất nóng bỏng, không thể nào rời mắt đi, giống như bị mất hồn vậy. Mọi người đều thích người đẹp, nhưng có người không thể điều khiển chấp niệm và dục vọng trong lòng, cũng có người sẽ nhanh chóng tỉnh táo, chỉ cho một ánh mắt tán thưởng mà thôi. Rất rõ ràng Lâm Nhất là người sau, hắn chỉ nhìn thoáng qua chứ cũng không chú ý đến nữ tử này. Nhưng ánh mắt của Khuynh Nhược U lại dừng lại trên người Lâm Nhất một lúc, nàng ta vừa đi vào đã chú ý đến Lâm Nhất. Hắn mặc đồ xanh, lưng đeo hộp đựng kiếm, ngũ quan anh tuấn. Chưa nói đến việc dung mạo của hắn anh tuấn đến mức nào, chỉ khí chất lạnh lùng thanh nhã trên người đã dễ dàng phân biệt được hắn và những thiên tài khác rồi. Không chú ý thì thôi, một khi chú ý chắc chắn sẽ để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. 7 ngày trước, Khuynh Nhược U vốn đã có chuyện không vui với Lâm Nhất, con dấu ở mi tâm của hắn còn nổi bật như thế, nàng ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã chú ý đến người này. Sâu trong mắt nàng ta chợt lóe lên hàn ý, sau đó nàng ta rời mắt đi, không nhìn Lâm Nhất nữa. Lâm Nhất cũng không cảm nhận được ánh mắt của đối phương, hắn đã rời mắt đi từ lâu, quan sát trong đám đông. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Dương Phàm và Quách Húc, gật đầu một cái. Chào hỏi xong, Lâm Nhất lại nhìn về phía những đình đài lầu các kia, trong đó đa số đều là những người trẻ tuổi, tu vi ít nhất cũng là Dương Huyền Viên mãn đỉnh phong, cũng có không ít người còn trẻ tuổi đã có tu vi Âm Dương tiểu thành, khí thế hiên ngang, cực kỳ nổi bật. Lâm Nhất tập trung sự chú ý vào những đình đài lầu các gần đình đài của Khuynh Nhược U, hắn phát hiện những đình đài này khá kỳ lạ. Ngoài thiên tài trên lầu các, xung quanh còn có rất nhiều người tập trung, giống như cùng một thế lực. Trên lầu các ở góc bên trái, thanh niên ngồi ở vị trí đầu còn rất trẻ, tu vi Âm Dương tiểu thành trung kỳ, khí độ phi phàm, vô cùng tuấn tú, nhưng khí thế tàn bạo ẩn chứa ở mi tâm khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết người này xuất thân bất phàm, có sự kiêu ngạo của người có tài, hơn nữa thủ đoạn còn rất tàn nhẫn. Những người xung quanh đã bàn tán về thân phận của những người này rất nhiều. Trong thành Thiên Lăng có tứ đại gia tộc, lần lượt là Kim, Tần, Trần, Cổ, những gia tộc này đã tồn tại nghìn năm, quyền thế ngút trời.
Nghe nói tứ đại gia tộc này cũng chỉ là nhánh phụ, gia tộc chính nằm ở thành Lôi Châu, nhưng dù thế, nền tảng và thực lực của bất cứ nhánh phụ nào cũng mạnh hơn thế lực cấp chuẩn bá chủ như Thư viện Thiên Phủ rất nhiều. Có điều vì ở Lôi Châu nên mới không nổi bật như các châu khác. Người mà Lâm Nhất chú ý chính là Trần Hùng, thiên tài của Trần Gia Thành Thiên Lăng, năm nay chỉ mới 23 tuổi, nửa năm trước sau khi thăng lên cảnh giới âm dương, địa vị của hắn ta trong con cháu Trần Gia thoáng chốc tăng lên, gần đây đang rất nổi bật. Ngoài tứ đại thế gia trong thành Thiên Lăng còn có rất nhiều tông môn, đều có thực lực và nền tảng hết sức thâm hậu, cấp bậc chuẩn bá chủ. Ví dụ như trên đỉnh đài thứ hai bên phải có những người lưng đeo trường thương. Đây đều là đệ tử của Tiêu Vân Tông. Tiêu Vân Tông là tông môn lớn nhất thành Thiên Lăng. Đệ tử trong tông môn đều luyện thương, thương pháp linh động mờ ảo khó nắm bắt, như mây bay trên trời. Thoạt nhìn như nhẹ nhàng, không để lại dấu vết, nhưng vào lúc cần thiết lại có thể ngưng tụ đại thế mênh mông như biển mây, nặng nề và vô tận. Ngoài ra, đội hình của Kim Gia, Tần Gia và Cổ Gia khá oai phong, hơn nữa mỗi người đều có tu vi rất cao, tràn đầy kiêu ngạo. Trước khi đến, Lâm Nhất chỉ mới nghe sơ qua, nghe nói Lôi Châu đứng đầu Nam Vực, 7 tòa thành chính khác ngoài thành Lôi Châu đều có thực lực có thể so sánh với thành Châu ở những nơi khác, bây giờ coi như đã chân chính được chứng kiến. Còn một thời gian nữa mới đến lúc bắt đầu, mọi người không hề nôn nóng, xì xào bàn tán với nhau rất náo nhiệt. Lúc này mặt trời vừa mới ló dạng, nắng sớm bao trùm cả quảng trường Thiên Lăng làm cho quảng trường được lát ngọc trắng này tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Mọi người đứng bên trong đó mà như ở trong mây, linh khí rào rạt như cõi tiên. Ngoài những người trên quảng trường, trong thành Thiên Lăng còn có rất nhiều người đang ngồi trong các quán rượu gần quảng trường Thiên Lăng để ngắm cảnh đẹp trên quảng trường, chờ mong thịnh hội đấu giá sắp bắt đầu. Vù! Đúng lúc này, một bóng dáng bay xuống từ trên trời, lơ lửng dưới mái hiên của một tòa lầu cao. Chủ nhân của bóng dáng này mặc đồ trắng, đeo khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời. Nàng ta vừa khéo đáp xuống trong bóng râm, không sai biệt một tấc nào. Như thể chỉ cần nàng ta bước ra khỏi bóng râm sẽ khiến ánh nắng ban mai trở nên ảm đạm phai mờ. Đôi mắt đẹp như sao trời kia bắn ra tia sáng lạnh khiến người ta run sợ đang nhìn chăm chú vào quảng trường Thiên Lăng. Dường như có gì đó thu hút sự chú ý của nàng ta. Hô! Tiếng gió vang lên, lại một bóng người xuất hiện bên cạnh nữ tử áo trắng. Đó là một nhà sư khôi ngô tuấn tú, đầu trọc của hắn ta dưới ánh mặt trời trông có vẻ sáng bóng. Đây là thành Thiên Lăng sao? Phải đi mất nửa tháng, mệt thật đấy. Nhà sư đầu trọc mỉm cười với ánh nắng, sau đó thoải mái ngồi trên mái hiên, không chút kiêng dè lấy một vò rượu ra uống. Ồ, đây là buổi đấu giá tử vong nổi tiếng của thành Thiên Lăng mà, hình như sắp bắt đầu rồi. Nhà sư đầu chọc nhìn theo ánh mắt của nữ tử áo trắng, vẻ hứng thú lập tức lộ ra trong mắt. Trên quảng trường Thiên Lĩnh, dưới ánh mặt trời, một người trung niên mặc áo gấm, phong thái bất phàm bước lên bục đấu giá. Tại hạ là Lạc Du, người chủ trì hội đấu giá lần này. Chắc các vị đã đợi lâu rồi, ta sẽ không nói dài dòng nữa. Hội đấu giá chính thức bắt đầu, ta xin công bố vật phẩm đấu giá đầu tiên. Người trung niên có vẻ giàu kinh nghiệm, mỉm cười, sau đó đột nhiên xòe tay ra. Khi thứ trong lòng bàn tay ông ta xuất hiện trong tầm mắt mọi người thì chợt có tia chớp lướt qua. Dưới ánh mặt trời, món đồ bí ẩn này tỏa hào quang ngũ sắc lấp lánh, chúng tạo thành 5 chùm sáng, mỗi chùm sáng đều cực kỳ cô đọng, dài đến 1.000 trượng. Ngũ nhuệ lôi tinh. Rất nhanh đã có người nhận ra thứ trong lòng bàn tay Lạc Du, trong quảng trường lập tức vang lên những tiếng thốt kinh ngạc, ánh mắt mọi người trở nên vô cùng phấn khích. Ngũ nhuệ lôi tinh chính là kỳ thạch thiên địa, mỗi viên ngũ nhuệ lôi tinh đều có 5 mặt, mỗi mặt có màu sắc khác nhau, vô cùng lộng lẫy. Thứ này được cô đọng từ lôi tinh tinh khiết, sinh ra trên bầu trời, cực kỳ quý hiếm. Nhưng nó không chỉ có vẻ ngoài lộng lẫy mà còn có thể dùng để luyện khí. Dung hợp với bảo binh có thể tăng gấp đôi uy lực của binh khí. Ở trong mắt luyện khí sư, mỗi hạt phấn của nó đều trị giá đắt đỏ, vô cùng hiếm có. Ngoài ra võ giả còn có thể dùng nó tu luyện, luyện hóa lực lượng lôi đình bên trong nó. Ngũ nhuệ lôi tinh bình thường to bằng móng tay đã khá hiếm thấy, viên này lớn thật đấy.
phẩm cấp thấp nhất phải là thượng phẩm, tạp chất rất ít. Mọi người trên quảng trường nhỏ giọng bàn tán, trong mắt không ít luyện khí sư và người tu luyện công pháp thuộc tính lôi đều lộ vẻ khao khát. Răng rắc. Trước rất nhiều ánh mắt khao khát, người trung niên Lạc Du mỉm cười, đột nhiên siết chặt tay, viên ngũ nhuệ lôi tinh đắt đỏ trong mắt mọi người bị bóp thành vụn. Trái tim của rất nhiều người dường như cũng vỡ vụn theo thứ này, vô cùng đau lòng. Vẻ tiếc nuối cũng thoáng hiện trong mắt Lâm Nhất, hắn hơi há miệng, trông có vẻ khá kinh ngạc. Mặc dù ngũ nhuệ lôi tinh này không bằng huyền lôi châu, nhưng nó ẩn chứa lực lượng lôi đình cực kỳ tinh khiết làm hắn dao động. Nhưng kết quả lại vỡ vụn. Lạc Du đứng trên bục cười khà khà, vung tay lên, bột vụn ngũ sắc lập tức bay theo gió, lơ lửng trên không trung quảng trường. Ầm ầm. Khi bột vụn phát tán ra, trên đầu mọi người lập tức xuất hiện những tia điện chói mắt, bay loạn xạ trên không trung như mấy nghìn con lôi xà. Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc và những tia điện chói mắt đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong nháy mắt chúng đã biến mất cùng với bột vụn, nhưng cảnh tượng gây chấn động này vẫn làm mọi người trợn mắt líu lưỡi. Quá hoành tráng. Kha kha, ngũ nhuệ lôi tinh đúng là vật phẩm đấu giá đầu tiên, nhưng không phải là viên này. Lạc Du khá hài lòng với sự kinh ngạc và chấn động của mọi người, ông ta nhếch môi cười, lấy ra một chiếc hộp rồi đặt lên bàn đá trước mặt. Soạt. Khi hộp mở ra, ánh hào quang rực rỡ lập tức nở rộ, bao trùm lên cả quảng trường, đẩy ánh nắng ban mai ra khỏi quảng trường. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Tổng cộng 10 viên ngũ nhuệ lôi tinh cực phẩm to bằng nắm tay trẻ con xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Rất nhiều người không kìm được đứng dậy, dướn cổ lên cố gắng nhìn qua. Tạch. Lạc Du đẩy nắp hộp lại, ánh hào quang vụt tắt, nụ cười trên mặt ông ta cũng biến mất. 10 viên ngũ nhuệ lôi tinh cực phẩm, giá khởi điểm là 1 vạn viên linh ngọc tam phẩm, mỗi lần ra giá từ 1 vạn trở lên, giới hạn là 30 vạn. Các vị, bắt đầu nào. Bảo vật bình thường có giới hạn gấp 10 lần đã hiếm thấy, thế mà lần này lại có giới hạn gấp 30 lần. Có thể thấy được chủ nhân của sàn đấu giá khá tự tin vào ngũ nhuệ lôi tinh này. 10 viên ngũ nhuệ lôi tinh cực phẩm đồng loạt xuất hiện vừa rồi đã gây chấn động quá lớn, thậm chí rất nhiều người vẫn chưa hoàn hồn. Quảng trường lập tức rơi vào yên lặng ngắn ngủi. 2 vạn. 3 vạn. 5 vạn. Chấm chấm chấm. 15 vạn. 20 vạn. Nhưng ngay sau đó, mọi người liên tục báo giá. Bầu không khí trở nên náo nhiệt như một thùng thuốc nổ bị châm lửa. Phải nói rằng thủ đoạn của Lạc Du khá cao siêu, chỉ sau vài thao tác đã làm cho nhiều người hưng phấn, điên cuồng báo giá. Nhưng khi giá tăng vọt lên tới 25 vạn, hiện trường dần yên tĩnh lại. Một mặt vì hơn 20 vạn linh ngọc tam phẩm đã là giá trên trời, mặt khác thì giá đang dần đạt tới giới hạn, khiến cho rất nhiều người bắt đầu cẩn thận hơn. Khi con số báo giá đẩy ngũ nhuệ lôi tinh lên tới 30 vạn, hiện trường lập tức yên tĩnh, không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Quảng trường Thiên Lăng rộng lớn yên tĩnh như chết, thậm chí mấy vạn người còn không dám thở quá mạnh. Tiếng gió nhỏ xíu vang rõ bên tai. 30 vạn đã là một cái giá trên trời khá khoa trương, nhân tài kiệt xuất của các đại thế gia cũng chưa chắc có thể lấy ra được. Người báo giá này rất có thể là nhận ủy thác của ai đó. Có thế lực lớn mạnh chống lưng. Nhưng hiển nhiên điều mà mọi người quan tâm không phải cái này, mà là ngũ nhuệ lôi tinh có thể phá giới hạn không. 31 vạn. Khi mọi người đang nghĩ giá giới hạn đã đủ nghịch thiên, không thể có người phá giới hạn, một giọng nói chợt vang lên trên quảng trường yên tĩnh này, khiến tất cả mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu vội vàng tìm ra người nói. Quảng trường rộng lớn như thế, tiếng hít thở còn có thể nghe thấy rõ ràng. Hơn nữa giọng của người này cũng không nhỏ. Chỉ một lát sau, mọi người đã nhìn thấy khuôn mặt của người nói. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, người này khá trẻ, trông khoảng 17, 18 tuổi, diện mạo khôi ngô tuấn tú. Hắn mặc bộ đồ xanh, đeo hộp đựng kiếm, tinh khí khó lường, ngoại trừ xác định được là một kiếm tu thì không thể nhìn ra quá nhiều manh mối. Nhưng khí tức trên người hắn chỉ là cảnh giới dương huyền đại thành khiến rất nhiều người cau mày. Một tên cảnh giới dương huyền đại thành nhỏ bé mà dám phá giới hạn, chẳng lẽ thiếu niên này là người ngoài thành?
hắn hoàn toàn không để nhân tài kiệt xuất thành thiên lăng như họ vào mắt. Đồng thời trong lòng họ cũng có một nghi vấn, hắn có lấy ra được nhiều linh ngọc như vậy không? Không có gì để nghi ngờ, người này đương nhiên là Lâm Nhất. Vù! Các nhân tài kiệt xuất ở trung tâm quảng trường Thiên Lăng, trong đình đài lầu các và tứ đại gia tộc, bao gồm các đệ tử của Tiêu Vân Tông đều tỏ ra khinh thường, không ngừng cười khẩy. Hướng Thiên Hà nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đăm chiêu, lẽ nào tiểu tử này tưởng là còn đang ở trong buổi gặp mặt của hắn ta? Tuy rằng đối với một số người, quy mô của buổi gặp mặt đó không tính là quá nhỏ, nhưng so với hội đấu giá tử vong này thì thực sự cách biệt quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Khuynh Nhược U ở bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, ngay sau đó bình tĩnh trở lại như thể không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Lâm Nhất. Dáng vẻ kia trông như một thằng hề làm bộ làm tịch trước mặt, muốn thu hút sự chú ý của nàng ta. Ngu dốt! Khuynh Nhược U thầm khịt mũi, không thèm để ý. Rất nhiều người xung quanh nhìn Lâm Nhất, hắn lại như không biết, chỉ bình tĩnh nhìn về phía người trung niên trên bục, chậm rãi đứng lên. Không nhìn thấy thì cũng thôi, nếu đã thấy thì hắn nhất định phải có được ngũ nhuệ lôi tinh này. Hắn có dự cảm, ngũ nhuệ lôi tinh này có thể đẩy Thương Long cửu biến của hắn lên tầng 3 đỉnh phong. 31 vạn là giá ngươi đưa ra. Trên bục cao, người trung niên Lạc Du khẽ cau mày, lạnh nhạt hỏi. Ông ta không đánh giá cao Lâm Nhất, thậm chí còn lo lắng không biết hắn có thể lấy ra số linh ngọc này không. Những người báo giá khác thường có tông môn chống lưng hoặc có gia tộc đứng sau. Một tiểu tử lạ mặt đến từ nơi khác thì dựa vào đâu? Trừ ta ra, ông có thấy người nào khác đứng dậy không? Nếu không phải ta thì còn có thể là ai? Lâm Nhất mỉm cười, trong sự thong dong ẩn chứa khí chất sắc bén khiến người ta không dám chất vấn lời hắn nói. Ngươi có biết quy định ở đây không? Bớt nhiều lời, lấy 30 vạn linh ngọc tam phẩm ra trước. Nếu không ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra ngoài. Lạc Du thầm cười mỉa mai, tiểu tử này cũng khá khí phách, nhưng ta cũng muốn xem thử ngươi sẽ lấy ra số tiền 30 vạn linh ngọc bằng cách nào. Lâm Nhất coi như đã hiểu, người này nghi ngờ hắn không có nhiều linh ngọc như vậy. Linh ngọc tam phẩm sao? Ta không có nhiều lắm. Vẻ mặt của người trung niên Lạc Du trên bục lập tức chuyển sang lạnh lùng, mấy luồng sát ý trên quảng trường đồng loạt khóa chặt Lâm Nhất. Chỉ đợi hắn nói tiếp. Nhưng linh ngọc tứ phẩm thì ta có một ít. Lâm Nhất mỉm cười, ung dung nói tiếp, sau đó vỗ nhẹ vào túi trữ vật. Soạt. Rất nhiều linh ngọc tứ phẩm lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, chất thành đống như gò núi nhỏ, không nhiều không ít, vừa đủ 3.100 viên. Trong cổ mộ tinh quân ở biển Trăng Khô, ngoại trừ thu hoạch được một viên thiên tinh châu, Lâm Nhất còn lấy được 10 vạn viên tinh châu. Thiên tinh châu chính là linh ngọc thất phẩm, còn tinh châu bình thường đều là linh ngọc tứ phẩm. Một viên linh ngọc tứ phẩm tương đương với 100 viên linh ngọc tam phẩm, hơn nữa có rất ít người đồng ý đổi. Ở cổ vực Nam Hoa, ngay cả những thế lực cấp bậc bá chủ kia cũng chỉ có đệ tử nòng cốt mới có tư cách nhận linh ngọc tứ phẩm, khá ít ỏi. Khi 3.100 viên linh ngọc tứ phẩm này xuất hiện, những tiếng thốt kinh ngạc lập tức vang lên. Mọi người đều khẽ biến sắc nhìn về phía Lâm Nhất. Vù! Lạc Du nhanh chóng tới gần, trên mặt là nụ cười sáng lạn, hoàn toàn không còn lạnh nhạt như vừa rồi. Ông ta vung tay lên cất số linh ngọc tứ phẩm này, bộ dạng như thể sợ người khác cướp mất. Hi hi, vừa rồi tiểu hữu nhìn lầm rồi. Đây, 10 viên ngũ nhuệ lôi tinh cực phẩm này tạm thời sẽ là của ngươi. Lạc Du tươi cười đưa hộp đựng ngũ nhuệ lôi tinh qua với điệu bộ y hệt một người thương nhân. Lâm Nhất cũng không khách sáo, cất chiếc hộp vào túi trữ vật. Vật này đã phá cấm, còn ai muốn tranh không? Lạc Du lướt mắt nhìn quanh hỏi, ánh mắt lướt qua các đình đài. Ông ta khá chắc chắn sẽ có người có hứng thú với ngũ nhuệ lôi tinh, chắc chắn sẽ không để Lâm Nhất dễ dàng lấy đi. Để ta. Vù. Trên quảng trường vang lên tiếng xé gió chói tai, một bóng người bỗng dưng đáp xuống, xuất hiện ở phía trước Lâm Nhất. Bóng người đó cầm một thanh trường thương, trông cũng chỉ 20 tuổi, dung mạo tuấn tú bất phàm, bừng bừng khí thế anh hùng, triển lộ hết sự sắc bén. Tu vi người đó đã đạt đến cảnh giới dương huyền viên mãn, mơ hồ có thể phá cánh cửa của cảnh giới âm dương bất cứ lúc nào,
khí tức toàn thân ngưng luyện như núi, dồi dào mạnh mẽ. Chỉ riêng khí thế của người này đã mạnh hơn Kim Diễm mà hắn giao đấu 7 ngày trước không ít. Nhìn qua là biết đó là nhân tài tông môn có thể khiêu chiến vượt cảnh giới, tư chất tung hoành, căn cốt tuyệt giai. Là Phong Tuần. Hóa ra là Phong Tuần của Tiêu Vân Tông, hắn ta là một trong những người tỏa sáng nhất trong số nhân tài mới nổi của Tiêu Vân Tông mấy năm gần đây. Nghe nói tông môn có không ít trưởng lão cảnh giới âm dương còn không đỡ nổi 10 chiêu của hắn ta. Khí thế quật khởi sắc bén không thể chống đỡ, nghe nói chỉ mới 19 tuổi mà thôi. Thấy được gương mặt của người đến, có người lập tức nhận ra hắn ta ngay, rõ ràng Phong Tuần này cũng có chút danh tiếng ở thành Thiên Lăng. Cho ngươi. Hắn ta quăng một túi chữ vật sang, Lạc Du cười híp mắt tiếp lấy, sau đó nhìn quanh nói, còn ai muốn tranh nữa không? Nhiều người lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, nhưng sau khi nhìn thấy Phong Tuần, bọn họ vẫn lắc đầu từ bỏ. Rất rõ ràng, Phong Tuần ra tay là vì vị trưởng lão nào đó trong môn. Tiêu Vân Tông là đệ nhất đại tông thành Thiên Lăng, sức uy hiếp vẫn có đủ. Cao thủ bản địa thành Thiên Lăng ít nhiều đều sẽ nể mặt. Tốt lắm, vậy vật này sẽ do hai người các ngươi tranh, hai người đều đã ký khế ước sinh tử. Quy tắc đều rõ. Nếu không nhận thua hoặc không kịp nhận thua, chết tức là chết. Mặc dù báu vật đầy cám dỗ, nhưng phải trân trọng sinh mạng. Lạc Du mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Lâm Nhất một lúc, lời cuối cùng hiển nhiên là nói với hắn. Nhưng cũng không phải ông ta quan tâm gì Lâm Nhất. Ông ta chỉ nghĩ rằng người này xuất thủ siêu phàm, nếu chết ở nơi này mà không nhận được lợi ích gì thì có chút đáng tiếc. Dứt lời, ông ta nhảy vọt lên không. Tiện tay điểm ra một chỉ. Nhiều bồ đoàn trên quảng trường lập tức di chuyển sang ngang, chẳng lâu sau đã dạt ra thành một bãi đất trống khá lớn. Thành Thiên Lăng, Tiêu Vân Tông, Phong Tuần. Phong Tuần nhìn về phía Lâm Nhất, bình thản nói. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, khẽ giọng nói, Đại Tần, Lăng Tiêu Kiếm Các, Lâm Nhất. Lăng Tiêu Kiếm Các. Hoàn toàn chưa nghe qua, trong mắt Phong Tuần lóe lên sự khinh thường. Ngay sau đó hạ giọng nói, đừng nói người Tiêu Vân Tông ta ức hiếp ngươi, ngươi ra tay trước đi, nếu không ta e là ngươi sẽ không đỡ nổi ba chiêu. Dứt lời, trên người Phong Tuần đã có uy áp mạnh mẽ bùng lên, khoảnh khắc hắn ta lấy trường thương trên lưng xuống, cổ tay vẫy mạnh tới. Trong lúc chuyển động, từng luồng phong mang sắc bén mảnh liệt không ngừng tích lũy trên mũi thương, trong mơ hồ có tia sáng lạnh lẽo chói mắt như ánh sao lóe lên. Ngươi vẫn nên ra tay trước đi, ta rất mong chờ xem các hạ làm thế nào đánh bại ta trong ba chiêu, cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của đối phương ập đến, vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng nghiêm nghị, táng hoa trong hộp đựng kiếm sau lưng khẽ rung lên, kêu vang không ngừng. Như ngươi mong muốn, kiếm vung ra nửa tấc, ánh bạc rực rỡ vô cùng chói mắt, một luồng kiếm thế hào hùng như ác thú tràn đến như nước sông vỡ đê. Trường thương của Phong Tuần lập tức bay khỏi tay. Cơ thể hắn ta bị kiếm mang sắc bén đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất. Trước ngực xuất hiện một vết thương dữ tợn, sâu tới tận xương. Ngươi! Phong Tuần nổi giận, nhưng vừa mới bước ra một bước đã thấy táng hoa rời khỏi vỏ hoàn toàn. Hắn ta hoa mắt, có gió lạnh thổi tới, phía trước chân phải đã bước ra nửa bước xuất hiện một vết kiếm lạnh lùng. Tuy bảo vật tốt nhưng Lâm Mỗ vẫn khuyên ngươi, trân trọng sinh mạng một chút thì hơn. Lâm Nhất không tỏ cảm xúc gì, bình thản nói. Phong Tuần ngẩng đầu nhìn, táng hoa đã vào vỏ, đối phương vung nhát kiếm đó ra từ lúc nào, hắn ta còn không nhìn thấy rõ. Hắn ta lập tức sởn gai ốc, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra sau lưng. Ngũ nhuệ lôi tinh là của ta rồi nhỉ? Lâm Nhất quay người đi, nhìn về phía Lạc Du trên đài cao, lạnh lùng hỏi. Lạc Du hơi thất thần. Ngay sau đó bừng tỉnh, vội vàng gật đầu, hạ giọng nói, tiểu hữu, rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Đại Tần Đế Quốc, kiếm các Lâm Nhất, một nhân vật nhỏ bé ở một nơi nhỏ bé trong mắt các vị mà thôi. Nói xong, Lâm Nhất cất bước. Thân hình hắn giống như kiếm mang sắc bén, đâm rách hư không, đáp xuống bổ đoàn thuộc về hắn. Đợi Lâm Nhất ngồi xuống, nhiều người mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn Lâm Nhất ngạc nhiên không thôi. Chỉ suốt nửa kiếm đã đánh bại Phong Tuần, đúng là không thể tin nổi. Đệ tử Tiêu Vân Tông được mệnh danh 10 năm chỉ luyện một thương,
một thương đã xuất chắc chắn làm kinh ngạc tám phương. Đối thủ tầm thường không chết cũng bị thương. Cảnh giới của Lâm Nhất còn thấp hơn Phong Tuần một cấp bậc, theo lý mà nói ít nhất cũng phải bị thương nặng, mấy tháng không thể đi lại bình thường. Đặc biệt là một thương của Phong Tuần đáng kinh ngạc đến thế nào, một thương đâm ra thế như trẻ tre, vạn vật chỉ như bức tranh, dễ dàng bị đâm nát. Nhưng Lâm Nhất lại không hề bị thương, kiếm mới ra nửa tấc, còn không được tính là nửa chiêu mà đã đánh bại Phong Tuần. Đợi đến khi kiếm đó hoàn toàn được rút ra, dọa Phong Tuần mất hết ý chí chiến đấu, run cầm cập. Đây hoàn toàn không phải khoảng cách của hai cấp bậc, mà có thể nói là cách xa một trời một vực. Trên đình đài mà Tiêu Vân Tông đang ngồi, sắc mặt mọi người tỏ rõ cực kỳ khó coi, từng ánh mắt lạnh lẽo tập trung lên người Lâm Nhất, sát ý dâng lên cuồn cuộn. Đường đường là đệ nhất đại tông của Thành Thiên Lăng, đã bao giờ chịu sự sỉ nhục như thế này đâu. Nhân tài tông môn không chỉ bại trên tay đối thủ trẻ tuổi hơn hắn ta, mà tu vi còn thấp hơn hắn ta, quan trọng còn bại một cách khó coi như vậy. Tiếp tục đấu giá. Lạc Du ở trên đài cao nhìn sâu vào Lâm Nhất, để ý đến hắn, ngay sau đó mới kéo sự chú ý của mọi người trở về. Chợt thấy ông ta múa may bàn tay, giữa không trung lập tức xuất hiện 9 bóng rồng dài 10 trượng, nổ đùa với nhau. Chỉ thấy trên thân bóng rồng đó lan tràn một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo, trong nháy mắt mặt sàn lát bằng bạch ngọc trở nên lạnh lẽo tựa như băng, bốc lên hơi lạnh nhàn nhạt. Nhiều người không kịp đề phòng, giật mình, người run rẩy trong chốc lát. Đợi đến khi mọi người chăm chú nhìn lại, bóng rồng bỗng nhiên biến mất, chỉ còn một viên đan dược giống như viên ngọc băng xương xinh đẹp, lặng lẽ lơ lửng trên không trung. Đan hàn ngự, đan dược tứ phẩm. Đan hàn ngự bình thường có thể ngự một rồng đã có thể tính là thượng phẩm, đan này có thể ngự 9 rồng, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Cho dù là huyền sư tứ phẩm đỉnh phong, e rằng 10 năm cũng chỉ có thể luyện được một hai viên như vậy, có thể gặp không thể cầu. Lạc Du mỉm cười, cất giọng trầm thấp, giá khởi điểm là 1 vạn linh ngọc tam phẩm, 10 vạn là cao nhất. Giá trị viên đan dược này thấp hơn ngũ nhuệ lôi tinh một chút, nhưng trong mắt nhiều người, nó cũng rất hiếm có, vô cùng quý giá. Thế nhưng, khi ông ta dứt lời lại không ai lên tiếng, nhiều ánh mắt chuyển sang nhìn Khuynh Nhược U. Ai cũng biết Tử Nguyệt Tâm Kinh là công pháp thuộc tính băng chấn động nam vực, thậm chí nói là mạnh nhất cũng không cần thêm vào trong số những công pháp khác. Nếu Khuynh Nhược U muốn có, chắc chắn sẽ không ai tranh với nàng ta, kể cả tứ đại thế gia của Thành Thiên Lăng cũng không ngoại lệ. Một lúc lâu sau, thấy Khuynh Nhược U không lên tiếng, trong lòng mọi người đã rõ, có lẽ nàng ta không cần đan này. 5 vạn, 7 vạn, 8 vạn. Chẳng mấy chốc đã có người lần lượt ra giá, khi giá của đan hàn ngự được đẩy lên 8 vạn, đúng lúc đó, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. 10 vạn, đan này Trần Hùng ta lấy. Mọi người nhìn về phía người lên tiếng, ánh mắt hơi dừng lại, do dự không quyết. Trần gia, một trong tứ đại gia tộc của Thành Thiên Lăng, cũng có một môn công pháp thuộc tính băng gọi là Hàn Bí Quyết, so với sự sâu sắc của Tử Nguyệt Tâm Kinh thì nó có vẻ dũng mãnh hơn nhiều. Thấy Trần Hùng lên tiếng, những người ra giá khác kiêng dè thân phận của hắn ta, do dự một lúc lâu vẫn đồng loạt từ bỏ. Giúp ta lấy nó về đi. Trần Hùng thản nhiên nói một câu, trong đình đài lập tức có người đi ra, có thể thấy địa vị của hắn ta ở Trần gia cao đến thế nào. Lạc Du ở trên đài cao hiện rõ sự thất vọng, đan hàn ngự này ông ta chắc chắn sẽ có người phá cấm, không ngờ lại bị Trần Hùng nhắm trúng, thế là chẳng có ai dám tranh với hắn ta. Hai bảo vật quý giá mở màn, vật phẩm đấu giá sau đó tuy cũng quý giá nhưng đều có chút không bằng. Nhưng ngoài dữ liệu, sự cạnh tranh đấu giá các vật phẩm này lại vô cùng kịch liệt. Gần như mỗi một món đều phá cấm, trong đó một thanh bảo kiếm lấp lánh lưu quang có đến 5 người phá cấm tranh giành nhau. Điều này cũng khiến bầu không khí nóng như lửa của buổi đấu giá sôi nổi hơn nhiều. Sau khi Lâm Nhất lấy được ngũ nhuệ lôi tinh thì luôn yên tĩnh xem, có kha khá báu vật khiến hắn mở rộng tầm mắt. Trừ điều đó ra, hắn còn phát hiện một số hiện tượng thú vị. Bảo vật mà tứ đại gia tộc Kim, Tần, Trần, Cổ và Tiêu Vân Tông nhắm đến hầu như ít có ai dám tranh với bọn họ. Mấy thế lực lớn quả thật có địa vị phi thường ở thành Kim Lăng. Hơn nữa giữa bọn họ hình như cũng đã có sự ăn ý nào đó.
Nếu bảo vật mà nhà này nhắm trúng, những nhà khác sẽ tùy tiện cạnh tranh vài lần, sau đó sẽ dừng lại, không chọn phá cấm. Quan sát suốt quá trình, tuy có nhiều bảo vật khiến Lâm Nhất chú ý đến nhưng đa số đều không có chỗ dùng. Sau khi lấy được ngũ nhuệ lôi tinh, mãi không thấy bảo vật nào làm hắn động tâm nữa. Đúng lúc đó, Lạc Du ở trên đài lấy một điện thờ màu vàng khá tinh xảo ra, bề ngoài điêu khắc hoa văn cổ xưa. Có thể nhìn thấy lúc Lạc Du lấy vật đó ra, vẻ mặt ông ta trông rất khó nhọc. Với tu vi của ông ta mà cũng cảm thấy khó khăn, vậy có thể thấy điện thờ nho nhỏ này nặng đến thế nào. Ông ta chưa lên tiếng, nhưng dáng vẻ như vậy lập tức khơi lên lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Thứ gì mà làm ra vẻ thần bí như vậy? Điện thờ này có chút lai lịch, nhìn dấu vết thời gian rất nặng nề, chẳng lẽ có lai lịch gì rất lớn hay sao? Ngươi ngốc hả, vật đấu giá chắc chắn không phải là điện thờ, mà là thứ đặt bên trong điện thờ. Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là bảo vật gì cần dùng đến điện thờ lại còn phong ấn. Bên dưới bàn tán xôn xao, ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào điện thờ trên tay Lạc Du. Lạc Du cẩn thận đặt điện thờ xuống, trên mặt hiện lên ý cười. Mở điện thờ ra. Ngay tức khắc, ánh sáng vàng tỏa ra tứ phía, giống như một vầng mặt trời hiện ra trong hộp. Nhiệt độ trong không khí bỗng tăng cao, lập tức có nhiều người bị chiếu sáng chói cả mắt, đau đớn vô cùng. Trong tầm nhìn toàn một mảng đỏ lửa, cảm giác như có biển lửa vô tận ập vào mặt, dẫn đến làn sóng lớn. Vù. Đến khi Lạc Du đóng điện thờ lại, cảm giác đặt mình trong biển lửa đó mới dần dần biến mất. Thần thạch tử diệu. Chắc chắn là thần thạch tử diệu, cảm giác thiêu đốt như chân hỏa mặt trời thế này những bảo thạch khác hoàn toàn không thể làm được. Chắc không sai được đâu, ta từng nhìn thấy một viên thần thạch tử diệu kích thước bằng hạt gạo, khi nó vừa xuất hiện đã chiếu sáng màn đêm trong vòng nghìn dặm. Chẳng trách phải dùng điện thờ này đựng, bảo hạp bình thường e rằng không thể phong ấn được nó mà tan chảy ngay. Mọi người ở dưới ngạc nhiên không thôi, lần này ngay cả tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông cũng có chút ngồi không yên. Lạc Du khá hài lòng với biểu hiện của mọi người, nhẹ giọng nói, thần thạch tử diệu, giá khởi điểm 10 vạn linh ngọc tam phẩm, 80 vạn cao nhất. 30 vạn. Một nhân tài trong các nhân tài của Kim gia ở thành Thiên Lăng lập tức lên tiếng. Thần thạch tử diệu này dù là cá nhân dùng hay là khảm lên bảo binh đều có thể khiến lực chiến của bản thân tăng lên gấp mấy lần. Nếu rơi vào tay võ giả tu luyện công pháp thuộc tính hỏa thì lập tức có thể tạo ra một vị yêu nghiệt, nháy mắt sở hữu thực lực khiêu chiến bảng trong của bảng Long Vân. 40 vạn. Lại có một người nữa lên tiếng, đó là một vị nhân tài nào đó của Tiêu Vân Tông, ánh mắt nóng bỏng, vô cùng nóng cháy. 50 vạn. 60 vạn. Mấy thế gia ở thành Thiên Lăng gần như lần lượt lên tiếng, hoàn toàn phá vỡ sự ăn ý trước kia, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Ha ha, thần thạch tử diệu, Trần Mỗ cũng có chút hứng thú, 70 vạn. Trần Hùng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, thần thạch tử diệu cũng có tác dụng cực lớn với người tu luyện công pháp thuộc tính hàn, thậm chí là còn lớn hơn người ngoài tưởng tượng. Nếu có được vật này thì có thể không kiêng dè gì nữa mà tu luyện công pháp lên trình độ cao hơn, không cần phải lo lắng độc hàn đọng lại, làm bị thương đến căn nguyên xác thịt. Mọi người ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ vật này lại khiến cho tứ đại thế gia và Tiêu Vân Tông đều đứng ra đấu giá. Còn chưa kịp phản ứng gì, giá cả đã tăng lên con số 70 vạn, hoàn toàn không cho người khác cơ hội ra giá. 80 vạn. Đúng lúc đó. Một giọng nói lạnh lùng hờ hững vang lên, khiến cho tất cả mọi người biến sắc, toàn bộ quay đầu nhìn lại. Là Khuynh Nhược U. Từ lúc bắt đầu vẫn luôn im lặng cho đến bây giờ, nàng ta vốn dĩ sắp bị người ta quên lãng, bây giờ đột nhiên lên tiếng lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người. Nhiều ánh mắt dừng trên gương mặt khuynh thành tuyệt đẹp của nàng ta, Khuynh Nhược U lại làm ngơ, ánh mắt nhìn thẳng vào điện thờ trên đài cao. Sâu trong mắt lóe lên vẻ phấn chấn. Vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo. Nụ cười trên mặt các nhân tài thế gia như Trần Hùng lập tức phai mờ, ánh lửa rực cháy trong mắt đồng thời vụt tắt. Xem ra mục đích lớn nhất Nhược U Điện Hạ đến đây lần này chính là vật đó. Nghe nói Tử Nguyệt Động Thiên mở tiệc ở các thành chính ở Lôi Châu, chiêu mộ anh tài nổi bật. Ta còn tưởng Nhược U Điện Hạ đến vì chuyện này,
không ngờ lại là vì viên thần thạch tử diệu. Có rất nhiều người muốn có, nhưng có lẽ không ai dám tranh với Nhược U điện hạ. Đương nhiên, giọng nói của Khuynh Nhược U khiến cho quảng trường rộng lớn trở nên yên lặng trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, các loại âm thanh lại vang lên. Thần thạch tử diệu đối với đa số người mà nói quả thật không có tác dụng gì, thứ nhất là đẳng cấp không đủ, thứ hai là thuộc tính công pháp không phù hợp. Nếu không phải yêu nghiệt nhân tài chân chính, lấy được vật này sẽ có vẻ khá vô bổ, tùy tiện luyện hóa sẽ vô cùng lãng phí. Còn khảm vào bảo binh thì cần phải có huyền sư cao minh, ít nhất cũng phải là huyền sư tứ phẩm. Huyền sư tứ phẩm tương đương với tồn tại ở cảnh giới thiên phách, thế lực bình thường hoàn toàn không làm được, huống hồ là cá nhân. Lâm Nhất vốn không để ý mấy, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, chậm rãi nhắm mắt lại. Dòng suy nghĩ của hắn bay về hồi ức khá xa xôi, Tô Hàm Nguyệt ở Thanh Vân Môn bị hắn làm tức giận đến mức nôn ra máu, máu đó lan tràn khí lạnh khiến người ta sợ hãi. Năm xưa ở Thanh Vân, có lẽ nàng bị độc hàn dày vò. Ngay khi ấy, trên mặt Trần Hùng lộ ra nụ cười, khẽ giọng nói, Nhược U điện hạ muốn lấy vật này, Trần Mỗ tự nguyện từ bỏ. Ta cũng rút lui. Khó có khi Nhược U điện hạ đến thành Thiên Lăng một chuyến, Tiêu Vân Tông đương nhiên phải nể mặt, rút lui. Sau khi Trần Hùng lên tiếng, nhân tài của mấy thế lực lớn khác cũng lần lượt rút lui, không do dự gì nhiều. Nàng ta vốn là yêu nghiệt bảng trong, thiên phú cực cao. Tu vi sâu không lường được, bảng Long Vân đợt tới lại có khả năng tiến vào hạng 10. Thêm vào đó, bản thân nàng ta đến từ Tử Nguyệt Động Thiên, có một sư tôn là trưởng lão cấp Tử Nguyệt, không ai dám đắc tội với Tử Nguyệt Động Thiên, càng không dám đắc tội nàng ta. Thay vì vậy, chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền. Khuynh Nhược U nhìn về phía Lạc Du trên đài cao, thản nhiên lên tiếng, ta vội vàng đến đây, trên người không mang theo nhiều linh ngọc như vậy. 10 ngày sau, Tử Nguyệt Động Thiên sẽ có người đưa đến cho ông, các hạ không có ý kiến gì nhỉ? Lời nói của nàng ta không phải đang hỏi, cũng không phải đang đề nghị, mà là một loại yêu cầu nào đó không cho phép nghi ngờ. Lạc Du hơi do dự trong chốc lát, ngay sau đó cười đáp, không vấn đề gì. 80 vạn linh ngọc tam phẩm là một con số rất lớn, những nhân tài ở đây có thể hô giá đó là vì gia tộc của bọn họ ở ngay thành Thiên Lăng. Trên người Khuynh Nhược U không có nhiều linh ngọc như vậy hoàn toàn có thể giải thích được, Lạc Du cũng không lo Tử Nguyệt Động Thiên không trả nổi số linh ngọc đó. Chỉ là ít nhiều ông ta vẫn cảm thấy không vui, thần thạch tử diệu này không phá cấm quả thật có hơi đáng tiếc. Chúc mừng Nhược U, có được thần thạch này thì thực lực sẽ tiến thêm một bước, có khả năng tiến vào bảng 10 rất lớn, Hướng Thiên Hà đứng bên cạnh lộ vẻ mừng rỡ và phấn khích, dù sao thì hắn ta cũng là người đã thúc đẩy vụ giao dịch này. Trong lời của bọn họ, dường như chắc mẩm vật này đã thuộc về Khuynh Nhược U. Vẻ mặt của Khuynh Nhược U không có chút gợn sóng, ánh mắt vẫn bình thản, nàng ta cũng không quá để tâm đến việc này, bởi thứ mà nàng ta muốn thì trong thành Lôi Châu này, ít có ai dám tranh đoạt. Hiện tại ở thành Thiên Lăng thì càng không phải nhiều lời. 81 vạn. Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên khiến nhiều người cảm thấy rất bất ngờ. Âm thanh kia không lớn nhưng lại như sấm sét giữa trời quang, ù ù bên tai không dứt. Phá cấm rồi. Lâm Nhất ngước mắt, ánh mắt hắn mang theo sự bình tĩnh và quyết tuyệt, hắn nói tại hạ cũng muốn vật ấy. Phá cấm rồi. Âm thanh không nên vang lên kia lại rất to rõ, khiến tất cả những người ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Không ai ngờ rằng sẽ có người tranh giành với Khuynh Nhược U, càng không ai tưởng tượng được đó lại là Lâm Nhất. Một nhân vật nhỏ bé đến từ đế quốc Đại Tần xa xôi. Tuy hắn tự diễu, thế nhưng trong mắt mọi người, hắn quả thật chỉ là một nhân vật nhỏ. Dù có đánh bại Phong Tuần thì cũng chỉ có thêm một chút vị thế mà thôi. Nội tình của thành Thiên Lăng sâu như thế nào cơ chứ, đánh bại một tên Phong Tuần thì có là gì, cùng lắm chỉ làm lòng người gợn sóng chút thôi. Phút chốc sẽ quên ngay ấy mà. Nơi này thuộc Lôi Châu. Các nhân tài kiệt xuất ở thành Thiên Lăng có chút cố chấp và kiêu ngạo, luôn tỏ thái độ cao ngạo với người bên ngoài. Nếu là nơi khác thì có lẽ sẽ thoải mái hơn một tí, nhưng ở đây, mọi người đã quen nhìn những đứa con cưng của trời này rồi, cho nên tầm mắt đã sớm vượt hơn người thường. Trong mắt bọn họ,
Lâm Nhất chẳng là gì cả. Nhưng một người như vậy lại dám phá cấm, trong tình huống nhân tài kiệt xuất của tứ đại gia tộc đều lần lượt rời đi, hắn lại đứng ra tranh với Khuynh Nhược U. Khuynh Nhược U nhíu mày, liếc nhìn Lâm Nhất, sâu trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng lạnh khiến tim người ta bất giác đập nhanh hơn. Lúc này, gương mặt tuyệt đẹp của nàng ta lộ rõ sự lạnh lùng, trầm giọng nói, người có đủ 81 vạn linh ngọc tam phẩm à? Trên đài cao, Lạc Du cũng nhìn về phía Lâm Nhất. 81 vạn không phải là một con số nhỏ, nếu là Khuynh Nhược U thì ông ta không cần phải lo lắng, Tử Nguyệt Động Thiên sẽ không đến mức quyệt nợ, nếu tên Lâm Nhất này muốn tranh thì chắc chắn phải đưa ra đủ số linh ngọc ngay bây giờ. Ta đã muốn tranh thì đương nhiên có đủ số. Lâm Nhất vỗ nhẹ túi chữ vật, ngay lập tức có hơn 8.000 viên linh ngọc tứ phẩm xuất hiện trên mặt đất, chúng được xếp chồng lên như một quả núi. Thoáng chốc, linh khí bắn ra bốn phía, hào quang sáng chói, khiến mọi người phải ổ lên kinh ngạc. Là linh ngọc tứ phẩm. Ra tay thật hào phóng, rốt cuộc tên nhóc này có địa vị gì? Không ít người trợn tròn mắt nhìn về phía hơn 8.000 viên linh ngọc tứ phẩm kia. Trên đài, tim Lạc Du đập thình thịch, nhưng ông ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bèn sai người đi lấy linh ngọc rồi cười nói, Lâm công tử ra tay thật hào phóng. Thành công phá cấm, vậy thì ta tạm thời giao khối thần thạch tử diệu này cho ngươi. Còn có ai muốn phá cấm không? Sau khi linh ngọc tứ phẩm bị lấy đi, Lạc Du duỗi tay ra đẩy, cái điện thờ chứa khối thần thạch tử diệu kia liền nhẹ nhàng rơi vào tay Lâm Nhất. Thật nặng. Lâm Nhất dùng hai tay đón lấy, ngay lập tức, hắn có cảm giác vô cùng nặng nề. Mắt thấy Lạc Du chỉ dùng một tay cầm thứ này, hắn không khỏi liếc nhìn đối phương thêm vài lần. Quả thật cái điện thờ này rất nặng, nhưng người này lại có thể cầm một cách nhẹ nhàng. Hiển nhiên, dáng vẻ cố hết sức lúc đầu hoàn toàn là giả vờ. Tuy nhiên, không ai quan tâm đến việc Lạc Du có giả vờ hay không, lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào điện thờ trong tay Lâm Nhất. Sắc mặt mọi người vô cùng nghiêm túc, khi nhìn hắn, trong mắt bọn họ đan xen nhiều cảm xúc. Có kinh ngạc, có rung động, có khinh thường, cũng có cười khẩy. Nhưng nhiều nhất chính là hai chữ muốn chết. Trước đó chỉ là nói miệng mà thôi, nhưng một khi nhận lấy cái điện thờ này thì mọi chuyện sẽ trở thành sự thật. Hắn dám tranh giành với Khuynh Nhược U, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Lâm Nhất, hôm nay chỉ nên đến đây thôi, ngươi giao lại thần thạch tử diệu, ta sẽ bù lại cho ngươi gấp hai lần số linh ngọc mà ngươi đã bỏ ra, coi như ngươi nể mặt hướng thiên hà này, thế nào? Hướng Thiên Hà đứng bên cạnh Khuynh Nhược U chợt ngước nhìn Lâm Nhất, rồi thấp giọng nói. Người ngoài không rõ lắm, nhưng hắn ta thì biết rất rõ ràng, với tính tình của Nhược U, nàng ta khinh thường việc tranh chấp với Lâm Nhất, bởi vốn dĩ từ trước đến nay, Nhược U luôn là một cô gái cao ngạo. Với tư cách là yêu nghiệt đứng thứ 35 trên bảng trong, mắt nàng ta vẫn luôn cao hơn đầu, dù là Tam Vương Thất Anh tỏ vẻ ân cần thì nàng ta cũng không có một chút cảm xúc nào. Bảo Khuynh Nhược U tranh giành với Lâm Nhất, nàng ta không muốn làm chuyện mất thân phận như vậy, và cũng sẽ không làm. Vì lẽ đó, Hướng Thiên Hà đành phải đứng ra, cắn răng bỏ ra gấp đôi số linh ngọc để hòa giải. Huống hồ, hắn ta cũng không tin đối phương có gan đối địch với hắn ta. Hướng Thiên Hà đã suy tính rất kỹ lưỡng và vô cùng tự tin, hắn ta nhếch mép cười nhạt, đã nói đến nước này, tin chắc Lâm Nhất biết được nên làm thế nào. Ngại quá, ta không quen ngươi. Lâm Nhất thở ơ liếc nhìn hắn ta, rồi lạnh lùng nói. Phập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.